Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Hallelujah! Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhậm Muôn Dân gửi lời chào đến tất cả ông bà anh chị em, những người đã đang và sẽ kết nối vào buổi học Lời Chúa tối nay. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Xin Chúa ban phước cho những người mới lẫn người cũ. Và buổi tối hôm nay xin Chúa dùng lời Ngài để nâng đỡ, khích lệ và làm tươi mới tất cả anh chị em mình. Amen. Lời Chúa rất là quan trọng. Lời Chúa đem lại sự tự do thật cho tâm linh của chúng ta. Lời Chúa thay đổi đời sống của chúng ta. Lời Chúa có thể cho chúng ta ánh sáng và giúp chúng ta không còn đi trong sự tối tăm nữa. Cho nên anh chị em ơi, hãy tập trung và học cho biết lời của Ngài. Amen. Và những gì Chúa bày tỏ qua lời Ngài đó, nó khiến cho chúng ta rất là được ích lợi, không những về mặt tâm linh không thôi đâu, mà nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều lĩnh vực khác trong đời sống mình, trong gia đình, trên công việc, trên sức khỏe, trên mối quan hệ tại nơi làm việc, rồi tương lai con cái gia đình, rồi tất cả những điều đó đều được xây dựng trên lời của Đức Chúa Trời. Anh chị em ha, cho nên buổi tối hôm nay đó, chúng ta hãy đến với lời Chúa với một tâm linh mạnh mẽ và một tấm lòng khát khao. Hãy thưa với Chúa rằng: Chúa giúp con hiểu được lời Ngài, giúp con lãnh hội được lời Ngài, giúp con nhận được sự mặc khải từ lời Ngài. Và bởi cớ đó tôi cầu xin Chúa giờ này chạm anh chị em. Tôi cầu xin rằng mỗi một anh chị em được kết nối vào Hội Thánh giờ này đều được Đức Thánh Linh đồng chạm, đều được Đức Thánh Linh ban ơn, và những gì anh chị em mong đợi trong buổi tối hôm nay sẽ được chính Ngài đáp ứng. Amen. Những gì anh chị em khát khao được chính Ngài đáp ứng. Tôi cầu nguyện để Cha trên trời ban phước cho anh chị em ngay thời giờ này. Tất cả những ai kết nối và lắng nghe được lời cầu nguyện này hãy được phước trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, được phước trong linh, trong hồn, trong thân thể, trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Amen. Cảm ơn Chúa thật nhiều. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào trân trọng đến tất cả các bạn chị em đang kết nối vào buổi live stream tối nay. Xin Chúa ban phước cho hết thảy chúng ta. Amen chị em. Và như thường lệ đó, thì đây là thời giờ mà chúng ta dành một ít để mình cầu nguyện. Cầu nguyện để làm gì? Chuẩn bị tấm lòng của mình để Đức Chúa Trời đồng chạm, Đức Chúa Trời thăm viếng, Đức Chúa Trời tưới mát, Đức Chúa Trời làm tươi mới anh chị em trước khi mình học lời của Đức Chúa Trời. Được không anh chị em? Hãy cầu nguyện cùng tôi nha. Không phải tôi cầu nguyện cho anh chị em đâu, mà tôi chỉ hướng dẫn anh chị em cùng cầu nguyện với tôi nha. Đừng ai bây giờ là làm thinh. Tất cả hãy gạt ra một bên những việc phụ đi. Bây giờ là lúc mà mỗi một anh chị em mình hãy tập trung vào Chúa. Hãy cầu nguyện với Chúa. Hãy xin Chúa thăm viếng, hãy xin Chúa sức dầu mới, xin Chúa khai mở tâm trí của mình, khai mở tấm lòng của mình để lời của Đức Chúa Trời có thể thẩm thấu vào tận bên trong. Được không anh em? Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nào, tất cả chúng ta cùng hướng lòng về Ngài. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu, Cha ơi, hãy đến thăm viếng hết thảy ông bà anh chị em con. Con cầu nguyện để Thánh Linh sự sống của Ngài giờ này hãy mưa xuống trên linh hồn của ông bà anh chị em con. Mỗi một ông bà anh chị em con là những người nghe và chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này, bắt đầu được Đức Chúa Trời thăm viếng. Thần của Ngài tác động linh hồn anh chị em giờ này. Thần của Ngài tác động lên thân thể của anh chị em giờ này. Thần của Ngài tác động và làm đầy dẫy sự sống trong tâm linh của anh chị em giờ này. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tôi nói Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ đổ đầy anh chị em ngay giờ này. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh, hallelujah. 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 Nữa đây anh chị em, tiếp tục cầu nguyện nào. Toàn bộ anh chị em hãy mở môi miệng mình ra và nói: Thánh Linh ơi, thăm viếng linh hồn con. Chúa Thánh Linh ơi, con chào đón Ngài, hãy đổ đầy con giờ này. Chúa Thánh Linh ơi, hãy đổ đầy lòng con tình yêu của Ngài, đổ đầy lòng con sự tử tế của Ngài, đổ đầy lòng con sự nhân từ và thành tín của Ngài, đổ đầy lòng con sự khôn ngoan của Ngài, đổ đầy lòng con sự thông sáng mặc khải của Ngài, đổ đầy lòng con sức mạnh của Ngài, đổ đầy lòng con sự kính sợ Chúa từ nơi Ngài. Cha ơi, trong danh Chúa Giêsu quyền năng con cầu xin. Hãy cầu nguyện lên trên. Hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Nhân danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đừng ai làm thinh giờ này. Hãy thưa với Chúa Thánh Linh. Hãy thưa với Chúa Thánh Linh. Chúa Thánh Linh ơi, hãy làm đầy lòng con giờ này.
con sẵn lòng mở ra để đón nhận sự thăm viếng của Ngài. Đức Thánh Linh ơi, chạm vào lòng con yêu Chúa Giêsu bằng tất cả tâm hồn, con yêu Chúa Giêsu bằng tất cả trái tim con yêu Chúa Giêsu cả bằng linh hồn thể chất của con. Chúa Thánh Linh ơi, hãy bày tỏ Chúa Giêsu, hãy bày tỏ lời Ngài, lời hăng sống của Ngài cho con giờ này. Hỏi anh chị em hãy cầu nguyện nào. Cầu nguyện, đừng ai làm thinh. Tôi đang cảm nhận Đức Thánh Linh đang thăm viếng, và tôi nói rằng Đức Thánh Linh đang bước vào phòng của ông bạn trên giờ này. Đức Thánh Linh đang hiện diện đầy dẫy tại căn phòng của anh chị em giờ này. Đức Thánh Linh tác động linh hồn và cả trên thân thể của anh chị em giờ này. Tôi nói khẳng định rằng nhiều anh chị em hiện nay đang cảm nhận được sự đụng chạm, rờ chạm một cách vật lý của Đức Thánh Linh giờ này trên chính thân thể, trên chính linh hồn của mình. Ô, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy được đổ đầy, hãy được đổ đầy. Hỡi dân sự của Đức Chúa Trời, hãy được đổ đầy. Hỡi những người nam, người nữ của Đức Chúa Trời, hãy được phước và đầy dẫy Thánh Linh. Hallelujah, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đi thương bạn chị em. Tiếp tục cầu nguyện nào. Hãy nói với Chúa giờ này. Mỗi một người hãy nói với Chúa giờ này. Chúa Trời ơi, hãy chiếu sáng mặt Ngài trên con. Hãy chiếu sáng mặt Ngài trên con, để con nhìn thấy được đường lối của Ngài trong đời sống của con. Để con nhìn biết được ý muốn của Ngài trên đời sống của con. Để con nhìn biết được rằng Ngài yêu con và Ngài thật tốt đối với đời sống của con. Hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi những người nam, người nữ, hãy cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu nguyện anh chị em. Hỡi Đức Chúa Trời ơi, hãy chiếu sáng mặt Ngài trên con giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy chiếu sáng mặt Ngài để lòng con biết được ý muốn của Ngài, lòng con nghe được tiếng của Ngài, lòng con biết được sự chăm sóc của Ngài, cảm được tình yêu của Ngài, thấy được đường lối của Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy cầu nguyện anh chị em. Tất cả hãy cầu nguyện nào trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng, anh chị em được phước giờ này. Hỏi anh chị em hãy cầu nguyện lời cầu nguyện đó và anh chị em được phước giờ này. Ô, nguyện Chúa chiếu sáng anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Tôi công bố sự sáng của Chúa Giêsu trên ông bà anh chị em giờ này. Tôi công bố sự sáng của Chúa Giêsu ngập tràn căn phòng của ông bà anh chị em giờ này. Tôi công bố sự sáng của Chúa Giêsu tràn đầy linh hồn của anh chị em giờ này. Tôi công bố sự sáng Chúa Giêsu tràn đầy thân thể anh chị em giờ này. Tôi công bố sự sáng Chúa Giêsu bùng cháy trong tâm linh của anh chị em giờ này trong danh Giêsu Christ quyền năng. Đón nhận in Jesus' mighty name. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Nào, một lần nữa ông bà anh chị em hãy cầu nguyện nha. Hãy nhắm mắt mình lại, hướng lòng hết lòng về Chúa và nói rằng: Đức Chúa Trời ơi, hãy chiếu sáng mặt Ngài trên con. Hãy để thần mặc khải, thần khôn ngoan đầy dẫy lòng con. Con đón nhận giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con sẽ thường xuyên nghe được lời rema của Ngài hơn. Con sẽ thường xuyên thấy khải thị của Ngài nhiều hơn. Con sẽ thường xuyên có những giấc mơ từ Ngài hơn. Con sẽ thường xuyên biết được sự hiện diện của Ngài nhiều hơn trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Lạy Chúa, con đón nhận thần mặc khải và thần khôn ngoan trên con giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy cầu nguyện lên trên. Cầu nguyện như vậy đó. Episode chương 1 câu 19. Hãy cầu nguyện theo to nha. Hãy cầu nguyện đừng làm thinh. Hỡi hơn 250 mấy anh chị em, đừng làm thinh. Làm thinh là nó phí lắm. Hãy nói: Đức Chúa Trời ơi, hãy đổ thần mặc khải và thần khôn ngoan trên con giờ này. Con đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con đón nhận bởi đức tin trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Con cảm ơn Chúa Giêsu. Con tin rằng con sẽ thường xuyên nhận được lời rema hơn ngay từ thời điểm này. Con sẽ thấy khải thị thường xuyên hơn ngay từ thời điểm này. Con sẽ mơ những giấc mơ từ Chúa ngay từ thời điểm này. Và con hiểu được những sự bày tỏ của Ngài trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cầu nguyện lên trên. Tiếp tục cầu nguyện nào. Tiếp tục cầu nguyện theo ý đó và tạ ơn Chúa trong danh Giêsu quyền năng. Tôi phủ huyết Giêsu lên ông bà anh chị em. Bất kể điều gì ngăn trở anh chị em đến với Chúa Giêsu đều bị hạ gục giờ này, đều bị dẹp tan giờ này, đều bị ngã xuống giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nhân danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi những người nam, người nữ của Đức Chúa Trời giờ này, hãy được phước trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, Chúa. Chúa ban phước cho anh bà anh chị em. Tôi tin rằng bà anh chị em được phước ngay thì giờ cầu nguyện này.
Tôi tin Đức Thánh Linh thăm viếng và ban thần khôn ngon cho anh chị em. Tôi tin Đức Thánh Linh đã thăm viếng và ban thần mặc khải cho anh chị em. Tôi tin Đức Thánh Linh đã thăm viếng và đổ đầy ánh sáng của Ngài trong lòng anh chị em. Tôi tin rằng anh chị em sẽ biết được ý muốn của Ngài một cách rõ ràng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện cho anh em con trong danh Chúa Giêsu Christ, trong danh Chúa Giêsu Christ, trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen, 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 amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Ngài Chúa. Xin Ngài đến với chúng con giờ này, Chúa. Ôi, xin Ngài làm đầy lòng chúng con giờ này, Chúa. Thật diệu kỳ, Chúa. Thật diệu kỳ, thật diệu kỳ, thật diệu kỳ. Vinh hiển thuộc về Ngài. Con tôn cao Ngài, con yêu Ngài Chúa Giêsu. Con cảm ơn Chúa vì anh em con cảm ơn Chúa vì hội thánh của Ngài trên đất nước này. Con cảm ơn Chúa vì những người nam người nữ yêu mến lời Ngài. Con cảm ơn Chúa vì Ngài luôn mặc khải chữa lành chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài luôn giải cứu và giải quyết những vấn đề khó đối với chúng con cảm ơn Chúa vì Ngài luôn thương xót anh em con, luôn thương xót đời sống mỗi một chúng con. Vinh quang thuộc về Ngài, vinh quang thuộc về Ngài, vinh quang thuộc về Ngài, vinh quang thuộc về Ngài. Hallelujah. In Jesus' mighty name. Yes. Cảm ơn Chúa. Một lần nữa tôi thay mặt Hội Thánh Nhà Muôn Dân gửi lời chào đến tất cả các bạn chị em, là những người yêu mến lời của Đức Chúa Trời, là những người được tái sanh và được hưởng sự sống đời đời. Nguyện Đức Chúa Trời yêu anh chị em bằng tình yêu đời đời không hề thay đổi. Nguyện Đức Chúa Trời luôn chăm sóc anh chị em và sự sống của Chúa Giêsu luôn tuôn tràn trong mọi tâm linh anh chị em đang có mặt tại nơi này. Một lần nữa tôi rất là cần anh chị em hãy chia sẻ livestream này trên trang cá nhân của mình để lời Chúa được lan tỏa và vương quốc của Chúa được mở rộng. Đó là cách mà Đức Chúa Trời dùng mọi một chúng ta trong thời kỳ cuối này. Chúng ta sẽ lan tỏa nó đi. Thế giới cần Chúa Giêsu. Những con người chưa biết Chúa Giêsu thì cần được nghe được biết về Chúa Giêsu. Anh chị em ơi, hãy chia sẻ. Chúng ban phước cho anh chị em giờ này. Và không để anh chị em đợi lâu, chúng ta sẽ bước vào bài học ngay bây giờ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh chị em nhớ đấy ha, chúng ta đang ở trong loạt bài Ích Lợi của Tiếng Là. Chủ đề là Ích Lợi Tiếng Là. Và bài hôm nay là bài học thứ tư. Chúng ta đã được thông báo ở trên mạng rồi. Bài hôm nay chúng ta học về bí mật của một đời sống hiệu quả trong Chúa. Bí mật của một đời sống hiệu quả trong Chúa. Tôi cho rằng tất cả anh chị em mình, những người thành thật với Chúa, những người đến với Chúa và gặp sự được sự thăm viếng rời tràng của Chúa đó, tôi tin rằng tất cả anh chị em mình không trừ một ai đều muốn đời sống mình hiệu quả, phải không ạ? Đời sống mình kết quả, đời sống mình có ích, đời sống mình được thịnh vượng, đời sống mình được thăng tiến, đời sống mình được đầy ơn, và đời sống mình phải nói là đạt được mức độ tối đa trong những năm tháng ngắn ngủi trên đất này. Đấy, cho nên hôm nay đó chúng ta bàn về cái sự hiệu quả của đời sống trong Chúa. Làm thế nào để mình được hiệu quả trong đời sống với Chúa? Bây giờ trước hết đó, mình bàn về điều này đó, mình nói về điều này thì mình hãy định nghĩa thế nào là hiệu quả cái đã. Hiệu quả. Hiệu quả có nghĩa là trong cùng một thời gian, trong cùng một điều kiện, mình đạt được kết quả nhiều hơn. Anh em hiểu ý không ạ? Tao định nghĩa lại nha. Trong cùng một thời gian, trong cùng một điều kiện, chúng ta đạt được kết quả nhiều hơn. Ví dụ khi mà mình lao động bằng tay chân thì trong vòng một ngày mình có thể cày được tầm 300 mét vuông đất, phải không ạ? Như thế thôi. Bình thường đó là sức lao động bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta biết vận dụng đầu óc, biết vận dụng khoa học kỹ thuật, biết vận dụng những cái công cụ hỗ trợ, ví dụ như dùng máy cày, dùng trâu bò, dùng ngựa kéo, dùng những cái công cụ khác, thì một ngày chúng ta thậm chí có thể vỡ được cả ngàn mét đất, cả công đất. Chuyện bình thường. Tức là cùng một thời gian, cùng một cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà chúng ta đã có thể làm được nhiều hơn. Thì điều đó nó cũng được đem bàn ở trong công việc của Chúa. Tất cả anh em mình đều có một quỹ thời gian như nhau. Chúng ta có 24 giờ trong một ngày, chúng ta có 7 ngày trong tuần, chúng ta có 30 ngày trong tháng và 365 ngày trong năm.
Và trung bình thì chúng ta sống xem nhau, người thì sống 60, 70, 80, 90, 100, không ạ? Thì Chúa cho chúng ta sống được bao lâu, chúng ta tạ ơn Chúa bấy lâu. Và nhất định chúng ta phải nghĩ rằng, chúng ta phải suy niệm và chúng ta phải luôn luôn hạch định làm sao để đời sống mình trong Chúa hiệu quả nhất, trong cái lĩnh vực mà Chúa kêu gọi mình, mình phải trở nên hiệu quả. Cùng một thời gian đó, không ạ, chúng ta phải hiệu quả nhất. Nếu Chúa kêu gọi chúng ta làm người truyền giáo, thì trong một năm chúng ta phải đưa nhiều người nhất đến với Chúa, và luôn luôn phải nghĩ cách, tìm cách để đưa được nhiều người hơn. Ví dụ như trong một năm mà mình đưa chỉ được một người đến với Chúa thì có thể gọi đó là kém hiệu quả, phải không ạ? Nhưng trong một năm mà mình đưa được khoảng chừng 100 người đến với Chúa thì mình nghĩ là cũng có hiệu quả. Nhưng trong một năm mà mình đưa 365 người đến với Chúa, mỗi ngày một người, thì đúng là hiệu quả thật, phải không ạ? Cùng một thời gian, cùng một điều kiện. Đây là cái điều mà chúng ta bàn hôm nay. Hoặc là nếu Chúa kêu gọi anh chị em mình làm trở thành mục sư chăn bầy, chăn dắt hội thánh, lập điểm nhóm tại nhà, cai quản một cái mục vụ thiếu nhi, phụ nữ, thanh niên, hay là làm một cái công tác, một cái chức vụ nào đó, vân vân, thì chúng ta cũng nghĩ một cách tương tự. Liệu hội thánh của chúng ta tăng trưởng như thế nào, chất lượng hội thánh chúng ta tăng trưởng ra sao trong vòng một thời gian như vậy, chúng ta cần phải bàn. Đây là cái ý mà chúng ta sẽ học buổi tối hôm nay. Làm thế nào, hay là cái bí mật nào để đời sống cơ đốc mình trở nên hiệu quả. Amen anh chị. Hiệu quả trong chức vụ, trong đời sống, trong gia đình, trong kinh doanh, trong thân thể, trong tất cả mọi lĩnh vực liên quan, chúng ta cần hiệu quả. Như vậy thì bây giờ đó, để mà mình tìm ra được những cái bí mật này thì chúng ta phải nhìn vào Kinh Thánh, và chúng ta lọc ra từ Kinh Thánh những con người hiệu quả, những con người mà trong một thời gian ngắn họ có thể làm được rất nhiều những điều lạ lùng ở trong Chúa. Ví dụ như chúng ta có thể nhìn vào cuộc đời của Môi-se. Ông rất hiệu quả. Trong một thời gian rất ngắn, ông đã đưa được dân Israel gần 2 triệu người ra khỏi Ai Cập. Ông đã thiết lập được nhà nước Israel. Ông đã thiết lập được luật pháp. Ông đã thiết lập được những điều căn bản cho dân tộc Israel sau này, trong một thời gian khá là ngắn. Chưa chắc gì, bây giờ mình nghiệm lại đi, trong 40 năm cuộc đời mà có người nào mà làm việc hiệu quả như Môi-se? Anh em nghĩ đi, có người nào mà chỉ 40 năm cuộc đời thôi, tức là từ lúc ông 80 tuổi đó, ông bắt đầu chức vụ đến khi ông về với Chúa, mà ông đã làm rất nhiều điều ở trong dân Israel, nhiều điều vô cùng, anh em nghĩ ha? Hoặc chúng ta có thể nhìn vào cuộc đời của Giô-suê, chúng ta thấy ông là một người năng động sau Môi-se, và cuộc đời ông cũng là một cuộc đời vô cùng hiệu quả. Chưa có vị tướng nào mà trăm trận trăm thắng như Giô-suê. Chưa có vị anh hùng nào mà có thể khiến cho mặt trời phải ngưng quay để tiêu diệt kẻ thù. Chưa có vị anh hùng nào mà có thể đánh thắng 32 vua, tức là 32 nước mà trong cái cuộc đời ngắn ngủi của mình, để đưa một dân tộc từ một chỗ vô danh tiểu tốt không ai biết trở thành một dân tộc có thể nhận lãnh sứ và cai quản, đuổi toàn bộ kẻ thù ra đi. Rất hiệu quả trong một thời gian rất ngắn, phải không ạ? Rồi những người gần gũi nhất hiện nay của chúng ta, ví dụ như trong các sứ đồ, mình thấy sứ đồ Phao-lô là một ví dụ điển hình để cho chúng ta thấy đời sống của ông vô cùng hiệu quả. Ông là một người Pha-ri-si rất là năng nổ để tiêu diệt hội thánh. Nhưng mà kể từ khi ông được Chúa bắt phục, anh chị em thấy ông hoàn toàn trở nên một sứ đồ rất hiệu quả. Giống như trong một câu kinh thánh ông nói: tôi tạ ơn Chúa vì tôi làm việc nhiều hơn tất cả, tôi được việc nhiều hơn tất cả so với các sứ đồ khác. Ông là một người mà được Chúa dùng để viết cả một nửa, hơn một nửa Tân Ước. Tất cả những nền tảng của giáo lý thần học hội thánh đều do sứ đồ Phao-lô viết ra phần lớn, không ạ? Rất là hiệu quả. Và ông một thời gian ngắn, ông đã có những chuyến hành trình để truyền giáo, và ông đi đến đâu thì hội thánh mọc lên đến đó.
Và hầu như thế giới lúc bấy giờ được biết Chúa Giêsu, thế giới bên ngoài đó, bên ngoài Israel đó, được biết Chúa Giêsu hầu hết là qua sứ đồ Phaolô và đội ngũ của ông. Các bạn xem, đây quả là một con người rất đáng để chúng ta xem xét buổi tối hôm nay. Đó. Dĩ nhiên cũng không loại trừ, không thể nào không nhắc đến Chúa Giêsu của chúng ta. Phải không ạ? Là một về phương diện con người thôi, thì Ngài là một con người hiệu quả nhất hành tinh. Hiệu quả nhất hành tinh. Ngài chỉ sống có 3 năm rưỡi trên đất rồi để phục vụ cái chức vụ mình. Không viết một quyển sách nào. Xung quanh Ngài chỉ có 12 sứ đồ được chọn và một người thì phản bội, còn 11 người. Toàn là những người không có nền tảng, không có giáo dục, không có học thức cao. Nhưng mà Chúa Giêsu Ngài đã đặt được nền tảng cho lời của Đức Chúa Trời, cho tân ước, cho sự cứu rỗi của Ngài, cho phúc âm của Ngài. Và cái nền tảng đó đã chiếm lấy toàn bộ thế giới. Cho nên phải nói thật sự, đời sống Chúa Giêsu của chúng ta là đời sống hiệu quả nhất hành tinh. Từ cổ chí kim chưa có một con người nào về phương diện con người mà có thể sống hiệu quả như chính Chúa, hoàn thành mục tiêu. Như vậy hôm nay đó, trong cái khuôn khổ bài học này, chúng ta sẽ bắt đầu xét một số điều dựa trên nền tảng tân ước, dựa trên cuộc đời của một vài người, để chúng ta nhìn thấy cái điểm chung của họ, làm sao để họ có đời sống hiệu quả trong cái nhiệm vụ mà Chúa giao cho. Anh em có muốn biết điều đó không? Anh em có muốn chức vụ mình hiệu quả không? Anh em có muốn cái sự kêu gọi của mình hiệu quả không? Anh em có muốn những cái điều mà Chúa ban cho mình trở nên hiệu quả và cuộc sống mình trở nên hiệu quả không? Hãy lắng nghe sứ điệp buổi tối hôm nay. Amen chứ? Đó. Bây giờ mình nhìn đi, Môi-se, Giô-suê, Phao-lô, họ có một cái điểm chung. Điểm chung đó là họ là những con người mà được Chúa trực tiếp kêu gọi. Đúng không ạ? Có một cái điểm chung. Họ không sống cho cái mục đích riêng nào của họ cả. Điểm chung của những con người này là họ sống cho mục đích của Đức Chúa Trời. Mục đích và sự kêu gọi của Chúa. Đây là cái điểm đầu tiên. Điểm đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy nó có rất là chung. Cho nên ngày hôm nay đó anh chị em, cái điều đầu tiên mà chúng ta cần biết để cho đời sống mình thật sự hiệu quả là chúng ta phải sống trong mục đích của Chúa. Nếu anh chị em nào còn lăng tăng, chưa nhận ra, chưa biết, chưa hiểu, chưa cảm nhận, thì tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải có thời giờ kiêng ăn ở riêng với Chúa, tìm kiếm Chúa, để Chúa tỏ cho anh chị em cái sự kêu gọi của Chúa, cái sự Chúa đặt đời sống anh chị em vào đâu, mục đích nào, phải rõ ràng, phải rành mạch. Chúng ta không thể nào là một con người phân tâm mà trở nên hiệu quả trên đời này. Không thể nào chúng ta là một con người đẽo cày giữa đường mà chúng ta lại gặt hái được một kết quả gì có giá trị. Anh chị em nghĩ đi, nếu chúng ta không biết mình là ai thì rõ ràng chúng ta sẽ không bao giờ có được điều đó, thậm chí cả đến cuối đời. Nếu anh chị em không có ý định mình trở thành một bác sĩ thì không bao giờ anh chị em tình cờ trở thành một bác sĩ, hay là tình cờ trở thành một kỹ sư, tình cờ trở thành một người truyền giáo, tình cờ trở thành một mục sư, tình cờ trở thành một người giải cứu chữa lành, tình cờ trở thành một người làm điều này điều kia. Không có tình cờ. Tôi không tin sự tình cờ đó, nhưng tôi tin rằng cái kết quả hôm nay của chúng ta, cái gì mà chúng ta đang có hôm nay, chúng ta đang ở trong hôm nay, nó luôn được định hình, nó luôn được xác định ở đâu đó trong quá khứ. Vì vậy nếu anh chị em muốn có hiệu quả, muốn kết quả, muốn hiệu quả thì trước hết mình phải có mục tiêu. Và mục tiêu đó, đó, muốn có ý nghĩa đó, thì chúng ta phải xác định rằng nó đến từ Chúa. Mục tiêu trong cuộc sống thì rất là nhiều, thưa ông bà anh chị em, rất là nhiều. Nhưng chúng ta phải khôn ngoan và lọc ra những mục tiêu mà Đức Chúa Trời kêu gọi. Ví dụ như sứ đồ Phao-lô, khi ông nói ở trong thư Philip, ông nói rằng tôi coi mọi sự lời cho tôi như là sự lỗ vì sự nhận biết Chúa Giêsu Christ là quý hơn hết cho tôi. Anh em thấy không ạ? Anh em có thể đọc điều đó thấy trong Philip chương 3 câu 7 đến câu 14. Ông xem những điều đó là lỗ, ông xem những điều đó là không giá trị, ông xem những điều ông có như là bằng cấp, học thức, xuất
thân, cái nền tảng tôn giáo, những cái gì ông theo từ trong quá khứ là một điều ít giá trị, thậm chí không có giá trị. Và hiện nay đó, cái điều ông thấy có giá trị đó chính là nhận biết Chúa Giêsu. Để làm gì? Để làm gì? Để ông có thể biết được quyền năng sống lại từ Chúa Giêsu Christ. Ông cảm nhận được, ông hành động được trong đó, ông sử dụng quyền năng đó cho những điều mà Chúa kêu gọi ông. Anh em thấy không ạ? Cho nên sứ đồ Phao-lô không phải ông ngẫu nhiên mà trở nên hiệu quả, bởi vì ông xác định mục tiêu. Và khi anh chị em nghiên cứu cuộc đời của Môi-se, của Chúa Giê-xu hay là của Giô-suê hay là của Phao-lô, anh chị em sẽ phát hiện ra một điểm mà khiến cho cuộc sống của họ trở nên rất hiệu quả nữa. Đó là gì? Sau khi họ xác định mục tiêu từ Chúa rồi, từ sự kêu gọi của Chúa rồi, thì họ gì? Họ có một cái khả năng tập trung vô cùng cao độ cho cái mục đích mà Đức Chúa Trời kêu gọi. Tôi gọi đó là sự tập trung. Tự tập trung. Có nghĩa là cuộc đời của họ không còn một cái gì khác nữa hết, ngoại trừ cái sự kêu gọi của Chúa. Giống như sứ đồ Phao-lô ông nói đó. Ông nói trong bức thư Galatia đó. Khi ông nhận được sự kêu gọi từ trời thì ông không bàn với thịt và huyết. Có nghĩa là ông không còn lăng tăng bên phải bên trái. Ông không còn ngồi đó để ông suy nghĩ rằng bây giờ Chúa hiện ra, Chúa kêu gọi mình rồi, thì không biết là bây giờ mình nên sống cho Chúa bao nhiêu phần trăm đến thời gian đây, bao nhiêu phần trăm thì mình sẽ có những hoạch định tương lai của mình, còn bao nhiêu phần trăm thì mình sống cho sự kêu gọi đây. Không, thưa ông bạn chị, sứ đồ Phao-lô tập trung hoàn toàn vào sự kêu gọi của Chúa. Ông không bàn với thịt và huyết. Ông không bàn với thịt và huyết. Và ông bước tới trong sự kêu gọi đó và không bao giờ thối lui. Giống như Chúa Giê-xu nói vậy đó. Ai đi theo ta mà còn nói cỏ lại đằng sau thì không xứng cho ta. Tức là ý Chúa muốn nói là ai cầm cây và ra tay vào cây rồi, cầm cây rồi mà còn nói cỏ lại là không xứng cho Chúa. Cho nên chúng ta nhìn thấy một điểm chung nhé. Giô-suê cũng vậy, Môi-se cũng vậy, và nhiều những anh hùng đức tin khác cũng vậy. Anh chị em tra cứu đi thấy, khi họ đã được Chúa kêu gọi rồi thì họ tập trung hoàn toàn. Họ tập trung hoàn toàn, dù thuận lợi hay không thuận lợi, họ vẫn luôn làm cái điều mà Đức Chúa Trời kêu gọi là. Giống như sứ đồ Phao-lô khuyên Ti-mô-thê, con hãy giảng đạo dù gặp thời hay không gặp thời. Anh em thấy không ạ? Dù gặp thời hay không gặp thời thì ông khuyên Ti-mô-thê cứ giảng, vì đó là chức phận của con, vì đó là sự kêu gọi của con, vì đó là điều mà Đức Chúa Trời kêu con làm. Cho nên hãy trung tín, hãy tập trung cao độ, đừng phân tâm, đừng có để cho đời này, đừng có để cho ma quỷ, đừng để cho xác thịt, đừng để cho đám đông, đừng để cho bất cứ một con người nào hay bất cứ một điều gì kéo chúng ta ra khỏi cái mục tiêu mà chúng ta đang hướng tới. Anh em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Đó anh chị, cái điểm này đó không phải ai cũng làm được, không phải ai cũng làm được, chỉ có những anh chị em nhận ra và cảm nhận được cái sự kêu gọi sâu sắc từ bên trong, chúng ta mới có thể trung tín điều này, mới có thể. Còn thật sự đó, tôi nói với anh chị em, Satan không bao giờ là một đứa ngu dốt, Satan cũng không bao giờ là một kẻ thù ngớ ngẩn, kém hiểu biết hay là ngu dại, không đâu. Tôi biết chắc một điều rằng Satan rất khôn ngoan, Satan rất là mưu lược, Satan rất là quỷ kế, Satan rất là quỷ quyệt. Cho nên nói như tiên tri TB Joshua ông nói đó, bất kể anh chị em làm một bước quyết định đến gần Chúa Giêsu, lập tức Satan tấn công anh chị em. Tấn công anh chị em bằng nhiều cách, tấn công bằng đời này, tấn công bằng gia đình người thân, tấn công bằng chính những anh em trong hội thánh, tấn công bằng những cái hoàn cảnh như là kinh tế, sức khỏe, để cho anh em sợ quá lùi lại. Đó, đây là bức tranh chung của tất cả những người muốn sống cho mục đích của Đức Chúa Trời. Khi anh chị em muốn sống cho mục đích của Đức Chúa Trời, anh chị em sẽ thấy thấy ngay cái sự tấn công, thấy ngay một cái điều gì đó mà bình thường mình không thấy, nhưng sao hôm nay lại thấy. Ví dụ anh chị em đang mãi mê chủ nhật nào cũng đi chơi, đi uống cà phê, rồi đi tán gẫu với bạn bè, nhưng mà có một hôm anh chị em được sự kêu gọi của Chúa và anh chị em quyết định chủ nhật kể từ hôm nay
tôi sẽ đi thờ phượng Đức Chúa Trời. Đây là một cái quyết định rất đúng đắn, vì đúng lời Chúa mà, chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quan làm mà, phải không ạ? Thì ngay khi anh em quyết định điều đó, anh em để ý đi, sẽ có sự ngăn trở, sẽ cần nhận. Nào là thức dậy sớm không được, nào là con cái có thể đau yếu, ôi nào là bận công việc, nào là hôm nay có hợp đồng đột xuất, nào là hôm nay xe hư, nào là hôm nay trời mưa, vân vân và vân vân. Anh em có để ý thấy điều đó không? Cho nên tôi nói với anh chị em, Satan là kẻ thù chính của chúng ta, không muốn chúng ta tập trung vào mục tiêu mà Chúa ban cho, không muốn. Và đây là lý do chính, lý do ban đầu, lý do khởi đầu của cái sự kém hiệu quả của rất nhiều cuộc đời con cái của Chúa. Rất nhiều họ có sự kêu gọi, Chúa đã từng ban ơn, Chúa đã từng sức dầu, nhưng hôm nay không thấy họ trên công trường nữa, không thấy họ trên cánh đồng nữa, không thấy họ trên bục giảng nữa, không thấy họ trên đường phố để nói về Chúa Giêsu nữa, không thấy họ trong mục vụ mà Chúa kêu gọi nữa. Nhưng 5 năm trước thì rất năng nổ, họ đã mất sự tập trung, họ đã bị một cái gì đó lôi kéo và hướng sự tập trung vào cái điều mới mẻ này. Anh em hiểu không ạ? Anh em đang kết quả cho Chúa, nó có thể đem đến cho anh em một công việc rất là tuyệt vời, và nó nói, ê, hãy làm công việc này đi, tạm gác công việc Chúa lại đi, mày làm công việc này nè, mày kiếm 1 triệu đô, rồi sau đó mày quay trở lại, mày sẽ làm việc Chúa hiệu quả hơn. Mỗi ngày nó nói, mỗi ngày nó nói, đầu tư đi, tập trung đầu tư vào đây đi, kiếm 1 triệu 1 tỷ đô, thì công việc Chúa của mày làm trong 5 ngày là xong. Cám dỗ, cám dỗ. Và nó rước anh chị em ra khỏi chức vụ. Anh chị em bắt đầu để tâm trí mình vào công việc nào đó, công việc kinh doanh, công việc đầu tư, công việc tài chánh, bắt đầu bị phân tán, mới đầu 20%, sau dần 30%, sau dần 50%, sau dần 60% thời gian, sau dần 70% thời gian, cuối cùng có thể đến 99% thời gian anh chị em cho cái mục tiêu gì đó. Còn cái việc mà Đức Chúa Trời kêu gọi thì anh em hoàn toàn chỉ là làm đứng làm ngồi cho nó xong thôi, và sự hiệu quả của điều Chúa kêu gọi bị đánh mất. Anh em hiểu không ạ? Cái này là rất là thường nha anh chị, rất là thường. Cho nên á, anh chị em thấy không ạ, sứ đồ Phao-lô rất tập trung, rất tập trung, và vì cớ ông tập trung cho nên cả đời ông không bao giờ ông thay đổi mục tiêu, ông có thay đổi, cả đời ông không thay đổi. Chúa kêu gọi ông giảng về Đấng Christ là ông chỉ tập trung giảng về Đấng Christ, ông không giảng về tôn giáo, ông không giảng về các tà thần, ông không giảng về triết lý đời này, ông không giảng về khoa học kỹ thuật, ông không giảng về cách ăn uống cho nó khoa học, ông không giảng về thế này thế nào thế khác, không. Chúa kêu gọi ông giảng về Đấng Christ, và cả đời ông tập trung để giảng về Đấng Christ. Anh chị em có thể đọc điều đó ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 2. Ông nói thế này, vì tôi đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Anh em thấy không ạ? Đây là cái chỗ mà anh em đọc thấy cái lời của sứ đồ Phao-lô. Có nghĩa là cả đời ông không biết gì khác ngoại trừ Chúa Giêsu và Chúa Giêsu bị đóng đinh. Tôi muốn anh chị em để ý một chút chỗ này. Nhiệm vụ của sông Phao-lô là được Chúa kêu gọi để đưa người ngoại trở lại với Đấng Christ. Và anh em nhớ, ông là một Pharisee, ông có một cái kiến thức uyên thâm, một cái triết lý uyên thâm, một cái diễn thuyết cao siêu ông có thể có. Nhưng mà khi Chúa kêu gọi và bày tỏ Chúa Giêsu cho ông thì ông gì ạ? Ông tập trung vào rao giảng Chúa Giêsu Christ, và Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh, và ông không bao giờ thay đổi điều này cho đến cuối đời. Anh em sẽ không bao giờ thấy trong lời giảng của Phao-lô mà ông nói về một cái điều khác, có nghĩa là ông tập trung vào cái điều Chúa kêu gọi, phải không ạ? Ông trung tín với điều Chúa kêu gọi. Và nếu ngày hôm nay Chúa Giêsu kêu gọi ông bạn cho em phục vụ Chúa trong hội thánh, giúp đỡ người ta, cứu người ta, chữa lành người ta, giải phóng người ta, dạy đạo cho người ta, thì anh chị em ơi, hãy cũng bắt chước Chúa Giêsu, sứ đồ Phao-lô. Bởi vì cả Kinh Thánh làm chứng về Chúa Giêsu. Toàn bộ những gì chúng ta có thể cung ứng cho thế giới này đó là Chúa Giêsu. Và toàn bộ những gì mà loài người cần ngày hôm nay cũng là Chúa Giêsu. Anh em có amen với tôi không ạ? Loài người không cần cái
đắc nhân tâm của chúng ta. Loài người không cần những cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để mà sống. Loài người không cần những cái triết lý, những cái khôn ngoan tôn giáo theo kiểu con người, cái văn hóa này văn hóa nọ để mà được sống đời đời. Loài người cần Chúa Giêsu. Người nam, người nữ, người già, người trẻ, người da trắng, người da đen, người da màu, người sắc tộc, người kinh, người nào đấy nữa cũng cần Chúa Giêsu. Cho nên nếu Chúa Giêsu đã kêu gọi tôi và bạn cho em cho vương quốc của Ngài, thì để đời sống chúng ta hiệu quả, hãy tập trung toàn bộ lời nói, suy nghĩ, việc làm, công việc, hành động, thái độ vào Chúa Giêsu. Và anh em đừng quan tâm sự gì khác, không cần biết sự gì khác, không cần biết, không cần biết sự gì khác ngoài Chúa Giêsu, chính là chìa khóa để cho chúng ta có kết quả, anh chị em ạ, trong cái việc cứu người, trong cái việc chữa lành, trong cái việc giải cứu, trong cái việc xây dựng hội thánh, trong cái việc biến đổi thế giới xung quanh. Vì Chúa Giêsu là trung tâm của vũ trụ này, Chúa Giêsu là trung tâm của những nan đề của con người, Chúa Giêsu là trung tâm của những gì mà con người cần. Ok chưa? Cho nên tôi nói với anh bèn cho em nhắc lại nha, hãy tập trung vào Chúa Giêsu để khiến cho chức vụ của anh chị em hiệu quả. Cái kinh nghiệm cá nhân tôi thấy, từ ngày mà tôi tiếp nhận Chúa Giêsu để bắt đầu phục vụ Ngài, rao giảng về Ngài, tôi hầu như không bao giờ giảng cái bài giảng gì mà mang cái tính triết lý, đắc nhân tâm, hoặc là đối nhân xử thế, hay là mình giảng về khoa học kỹ thuật, nào là chứng minh thuyết tiến hóa này nọ, để cho con người ta tin Đức Chúa Trời. Mấy cái đó nó không có quyền năng, mấy cái đó rất kém hiệu quả, mấy cái đó luôn luôn dẫn đến sự gì ạ? Rối trí, dẫn đến sự cãi vã, dẫn đến sự tranh luận. Một bài giảng hiệu quả là giảng về Chúa Giêsu, một chức vụ hiệu quả là nói về Chúa Giêsu, một mục vụ hiệu quả là để Chúa Giêsu hành động qua mục vụ đó giúp đỡ người khác. Cho nên hãy tập trung anh chị em nhé, Chúa Giêsu trong tâm trí, trong lời nói, trong hành động, trong sự bày tỏ. Hãy nói cho người ta, diễn giải cho người ta về Chúa Giêsu. Ok chưa? Đây là cách. Vì vậy đó anh chị em, chính sứ đồ Phao-lô đã sử dụng cách này làm lan tỏa phúc âm của Chúa đi khắp mọi nơi. Và ông đi tới đâu, hội thánh mọc lên tới đó. Ông đi tới đâu, có những con người tin Chúa tới đó. Mặc dù chống đối cũng rất là nhiều, nhưng mà thành công cũng rất là đáng khích lệ. Tất cả những thành phố mà sứ đồ Phao-lô đi qua, ông đều có khả năng lập được hội thánh tại đó. Vì sao? Ông giảng về Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu chính là nền của hội thánh. Chúa Giêsu là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu những người tin. Chúa Giêsu chính là đấng làm phép lạ qua ông, chữa lành qua ông, làm phép lạ khiến người chết sống lại, người quỷ ám được tự do qua ông. Và điều đó khiến cho những gì ông nói, những gì ông làm được chính Đức Chúa Trời hậu thuẫn. Và cuối cùng thì việc ông làm trở nên rất hiệu quả. Anh em biết không ạ? Cha trên trời ngày hôm nay chỉ ủng hộ những người nào nói, làm và phục vụ Chúa Giêsu mà thôi. Còn lại Chúa không quan, Đức Chúa Trời không quan tâm. Câu hỏi là tại sao mà phải là Chúa Giêsu mới có thể cứu rỗi con người? Tại sao phải là Đấng Christ và Đấng Christ phải bị đóng đinh? Tại sao sứ đồ Phao-lô chọn nói điều đó? Nó có lý do anh chị, nó có lý do. Khi sứ đồ Phao-lô được gặp Chúa, ông cảm nhận được chính Chúa, ông cảm nhận được quyền phép của Đấng đã biến đổi đời sống của ông, và ông khẳng định rằng Đấng Christ chính là sự sống của ông, Đấng Christ chính là tất cả những gì ông có. Thậm chí ông còn nói trong những bức thư của ông là không phải tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Đó. Và anh chị em thấy, ông cũng khẳng định rằng là khi ông đến ông giảng cho một hội thánh, thì ông không nói một cái sự gì khác ngoại trừ là ông nói về Chúa Giêsu, vì có cái lý do như thế này.
Tôi đọc câu kinh thánh đó cho anh em nghe. Trong Cô-rinh-tô nhất chương 1, chương 2 từ câu 1 đến câu 5. Hỡi anh em về phần tôi, khi tôi đến cùng anh em, chẳng dùng lời cao xa hay khôn sáng mà rao giảng cho anh em biết chứng cớ của Đức Chúa Trời. Vì tôi đã đoán định rằng ở giữa anh em tôi chẳng biết sự gì khác ngoài Đức Chúa Giêsu Christ và Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh trên cây thập tự. Chính tôi ở giữa anh em bộ yếu đuối, sợ hãi, run rẩy lắm. Lời nói và sự giảng của tôi chẳng phải bằng bài diễn thuyết khéo léo của sự khôn ngoan, nhưng tại sự tỏ ra Thánh Linh và quyền phép, hầu cho đức tin anh em chớ lập trên sự khôn ngoan của loài người, bèn là trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Anh em thấy không ạ? Như nãy tôi nói đó, sứ đồ Phao-lô thừa khả năng để giảng về triết lý Hy Lạp, giảng về triết lý thời bấy giờ, giảng về những điều mà người ta thích nghe, nói những điều êm tai. Ông thừa nói, ông thừa khả năng để nói những điều đó, nhưng ông quyết định không nói. Vì ông biết rằng khi giảng về Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá là có quyền phép để cứu những người tin. Có quyền phép. Bây giờ tôi giải thích một chút về điều này để cho anh em cũng trở nên hiệu quả trong chức vụ của mình. Vì tôi biết có rất nhiều người hay bị cái sự cám dỗ là mình phải nói cái gì đó khác đi, mình nói cái gì đó dễ nghe, mình nói cái gì đó êm tai, mình nói cái gì đó thời thượng thì người ta mới dễ tiếp nhận Chúa, người ta mới dễ đến với Chúa. Còn mình nói những cái điều mà nghe nó có vẻ nghịch lý, phi logic, như là Chúa Giêsu chết để đền tội cho anh cho chị, Chúa Giêsu đã sống lại, Chúa Giêsu đổ huyết để tội anh chị được tha, nghe cái tâm trí bình thường này nó có cái gì đó cấn cất, phải không ạ? Mình hay bị cám dỗ thế. Mà tôi giải thích cho anh chị em nghe nè, nó không phải vậy đâu, nó không phải vậy. Thật sự bên trong Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập tự giá có quyền phép của Đức Chúa Trời được khai phóng bởi Đức Thánh Linh cho người nghe. Đây là chỗ bị che khuất bởi tâm trí một con người bình thường. Tâm trí một con người bình thường không hiểu được điều này. Nhưng khi mà mình nói, mà dám nói, dám tin điều này, thì Đức Thánh Linh được phóng thích qua khỏi miệng anh chị em, chạm đến lòng người nghe, và người ta sực tỉnh ra, người ta biết được tình trạng hư mất của mình, tình trạng yếu đuối của mình. Anh chị em có biết không, mọi tôn giáo trên đời đó, họ lanh quanh ở chỗ cái chỗ là gì? Tự cứu mình. Tôi muốn nói một chút điều này để cho anh em hiểu tại sao mình phải giảng Chúa Giêsu và Chúa Giêsu bị đóng đinh. Tất cả mọi tôn giáo trên đời này, họ lanh quanh ở cái chỗ là tự cứu mình. Anh em nghiệm đi, tất cả các tôn giáo lớn, đúng không? Anh em nghiệm ra sẽ thấy họ tu luyện, kiêng khem, họ kiêng cử điều này, kiêng cử điều kia, để họ cố gắng, họ hoàn thành một vài cái nguyên tắc, luật lệ nào đó, để trở nên gì? Thánh khiết hơn, công bình hơn, để trở nên bớt tội lỗi đi, diệt đi những cái dục vọng, diệt đi những cái thèm muốn, diệt đi những cái ham thích, diệt đi những cái sân si, diệt đi những cái điều xấu xa mà chính bản thân họ biết, để họ cố gắng tiếp cận với cái đấng gọi là siêu việt, cái đấng mà tối cao, mà một số tôn giáo gọi là nguồn năng lượng vũ trụ, nào là cõi nọ cõi kia. Nhưng mà mình thì mình hiểu tổng ra là đó chính là Đức Chúa Trời, không thấy được. Tất cả các tôn giáo đều sàng qua sàng lại về cái chuyện đó, phải không thưa ông bạn chị? Nhưng mà tất cả đều kết thúc bằng một cái sự thất bại thảm hại. Không một con người nào có thể tự nỗ lực đủ thánh khiết để chạm đến đấng cực thánh. Không thể, không bao giờ có thể. Kết thúc bằng thất vọng, kết thúc bằng tuyệt vọng, kết thúc bằng những điều mà con người ta không thể nào nỗ lực bản thân để chạm đến đấng đất thánh hoặc là Chúa Trời. Đấy. Cho nên nếu ngày hôm nay đó mà mình đi ra ngoài kia và mình giảng về những triết lý, về những đạo đức của con người, ô anh phải thế này nè, anh phải sống thế kia nè, anh phải cư xử thế này, sẽ gửi sinh nọ nè, theo ông Khổng Tử thì ông nói thế này nè, theo ông Lão Tử ông nói thế này nè, theo ông Phật Thích Ca thì ông nói thế này nè, theo ông nào ông kia, thì người ta nghe nó êm cái lỗ tai lắm, sướng lắm, nghe nó đã lắm. Nhưng chị em ạ, nó không có năng lực để giúp họ làm những điều anh chị em vừa nói. Anh chị em có thể nói là này nè, mình phải không được sân si nè, mình không được tức giận nè, mình phải yêu thương người khác nè, mình phải sống hài hòa nè,
mình phải sống hòa thuận nè, mình phải sống đầy tình yêu thương nè, thì tự nhiên xung quanh mình cái năng lượng tốt nó đến, là nhiều người tốt nó sẽ đến. Triết lý người ta giảng thế đó, và người ta nghe rất là sướng, vẫn êm cái lỗ tai, nhưng mà khổ, nghe xong rồi không làm được. Muốn yêu thương mà sao nó vẫn cứ tức, muốn tha thứ mà nó vẫn cứ hờn, muốn bình an mà nó cứ lo lắng, muốn không tham dục mà nó cứ cám dỗ, muốn sống thánh hơn mà điều dữ cứ dính dập. Anh em hiểu không ạ? Nó không có cái sức mạnh để giúp cho con người ta hoàn thành cái điều mà họ vừa nghe. Cho nên nếu chúng ta chỉ giảng những cái điều gì đó mà không có Chúa Giêsu ở trong thì chúng ta thất bại hoàn toàn, chức vụ chúng ta kém hiệu quả hoàn toàn, chúng ta không bao giờ có thể làm được điều mà mình muốn làm, bởi chúng ta không có năng lực. Nhưng ngay khi chúng ta giảng về Chúa Giêsu, Chúa Giêsu trong gia đình, Chúa Giêsu trong kinh doanh, Chúa Giêsu trong sức khỏe, Chúa Giêsu trong chức vụ, Chúa Giêsu giải cứu chữa lành, Chúa Giêsu đủ quỷ, Chúa Giêsu ban phước, Chúa Giêsu ban tình yêu, Chúa Giêsu ban ân tứ, khi người nghe được những điều đó thì lập tức Cha trên trời khai phóng một năng lực bởi Đức Thánh Linh để ban cho người nào tin những điều đó. Anh chị em hiểu ý tôi muốn nói không ạ? Cho nên sứ đồ Phaolô, ông hiểu lẽ thật này và ông rất khôn ngoan. Ông chỉ tập trung giảng Chúa Giêsu, ông chỉ nói về Đấng Christ, ông chỉ nói về Đấng mà được đóng đinh trên thập tự giá, ông chỉ nói về những điều trong Kinh Thánh, ông chỉ nói về những điều trong lời Đức Chúa Trời. Và khi ông nói ra thì Đức Chúa Trời khai phóng quyền năng bởi Đức Thánh Linh, chạm đến người nghe, chạm đến lòng họ, biến đổi tâm trí họ, biến đổi thân thể họ, chữa lành họ, khiến cho họ tự do, và đức tin của họ được xây dựng trên quyền phép của Đức Chúa Trời. Anh chị em hiểu không ạ? Đó là lý do tại sao mà phải có Đấng Christ, và Đấng Christ bị đóng đinh là trung tâm của mọi điều mà chúng ta muốn. Anh chị em muốn hiệu quả trong kinh doanh không? Hãy để Đấng Christ trong kinh doanh. Anh em muốn hiệu quả trong gia đình không? Đấng Christ phải là trung tâm của gia đình. Anh em muốn hiệu quả trong chức vụ không? Chức vụ anh em phải xoay quanh Đấng Christ là Chúa Giêsu. Anh em muốn hiệu quả trong chức vụ chữa lành không? Chúa Giêsu mới là Đấng chữa lành. Anh em muốn hiệu quả trong chức vụ giải cứu không? Chúa Giêsu mới là Đấng đủ quỷ. Anh chị em cứ giảng, cứ nói, cứ bày tỏ về Ngài, người ta sẽ nghe, sẽ biết, sẽ được biến đổi, sẽ được ban phước. Đó là lý do. Còn không một ông giáo chủ nào, không một triết lý nào, không một thánh nhân nào, không một nền văn hóa nào có thể cứu con người và cần cho con người đâu, thưa anh chị em. Chỉ có Chúa Giêsu là cần cho họ mà thôi. Đó là lý do. Anh chị em có muốn chức vụ mình hiệu quả, đời sống mình hiệu quả không? Nếu muốn, hãy nói về Chúa Giêsu, hãy giảng về Chúa Giêsu, hãy trình bày về Chúa Giêsu, liên tục kết nối với Chúa Giêsu, bày tỏ lòng mình ra cho Ngài, rằng anh chị em cần Ngài, anh chị em yêu Ngài, anh chị em muốn thẩm thấu Ngài, anh chị em muốn Ngài chiếm hữu anh chị em hoàn toàn, đến nỗi lời nói, suy nghĩ, việc làm của anh chị em đều xoay quanh Chúa Giêsu. Anh chị em nói về Ngài sáng trưa chiều tối, anh chị em nói về Ngài trong nhà ngồi đường, anh chị em nói về Ngài tại công sở, anh em nói về Ngài trong bất kể lúc nào, bất kể ai, cho bất kể người nào. Đó chính là bí mật hiệu quả của một chức vụ ở trong vương quốc Đức Chúa Trời. Tập trung vào Chúa, đừng làm gì khác, đừng nói gì khác, đừng tìm gì khác, tìm Chúa. Amen cho anh chị. Cho nên tôi nhắc lại với anh chị em mấy điểm là liên quan đến cái chức vụ của chúng ta. Không có một cái gì có quyền năng để giúp chúng ta thành công đâu, hiệu quả đâu. Tiền bạc mình cần, đúng là cần, nhưng nó không phải là sức mạnh để giúp chúng ta đắc thắng tối tăm. Anh em xây dựng hội thánh, xây dựng mục vụ, xây dựng cuộc đời dựa trên tiền bạc, nó sẽ sụp đổ vào cái thời điểm anh chị em không ngờ nhất. Không ngờ nhất, không ạ? Anh em xây dựng trên sự khôn ngoan, khôn khéo, mưu mẹo, mưu lược, quỷ kế của con người, thao túng con người, rồi để tìm kiếm đám đông, tìm kiếm sự nhìn nhận bản thân, tìm kiếm cái giá trị bản thân, để đánh bóng tên tuổi mình trước mọi người, giống như mấy cái anh hùng showbiz, người ta hay bỏ tiền ra người ta đánh bóng, phải không ạ? Rồi anh chị em sẽ thất bại trong tuyệt vọng, thất bại trong tuyệt vọng.
nếu có một đám đông nào đó yêu mến anh chị em mà không phải từ Chúa, thì một ngày nào đó họ, chính đám đông đó sẽ nhấn chìm anh chị em xuống. Vì cái kim trong bọc thì cuối cùng nó cũng phải lòi ra. Cho nên tất cả những gì không đến từ Chúa thì nó ẩn chứa đằng sau không phải chỉ phước hạnh không đâu, mà nó còn có tai họa nữa. Vì vậy cho nên một sự thành công ngoài đời, thành công không có Chúa Giê-xu thì đó là thành công trong tai họa. Còn một sự thành công trong Chúa Giê-xu là một sự thành công trong phước hạnh. Nếu anh chị em muốn thành công hiệu quả thì hãy tập trung vào Chúa Giê-xu, để chính Chúa giúp anh chị em, chính Chúa ban năng lực cho anh chị em, chính Chúa ban sự khôn ngoan cho anh chị em, chính Chúa ban sự hiểu biết cho anh chị em, chính Chúa ban đám đông cho anh chị em, chính Chúa ban những con người cho anh chị em, và anh chị em sẽ hiệu quả trong chức vụ của mình. Amen ạ. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói một chút về một cái điểm nữa, là để cho đời sống mình hiệu quả đó anh chị em, mình phải có một cái gì đó đặc biệt hơn người khác. Ý tôi muốn nói là người thế gian ấy, phải không ạ? Phải đặc biệt hơn. Nếu anh chị em muốn kinh doanh hiệu quả, sản phẩm của anh chị em phải đặc biệt hơn. Nếu anh chị em muốn có một chức vụ hiệu quả, chức vụ của anh chị em phải đặc biệt hơn. Chức vụ của anh chị em phải khác hơn với những tôn giáo khác. Tôn giáo khác nó nói rất hay, đúng không ạ? Nói phải nói là đám đông của hàng triệu người vẫn nghe họ. Cho nên nếu anh chị em không có gì đặc biệt hơn lời nói, sự diễn thuyết, thì em thua tại sân nhà rồi, đúng không ạ? Thua tại sân nhà. Và bây giờ tôi muốn anh em đồng ý với tôi một điểm như thế này: Chúa khôn ngoan hơn chúng ta, Chúa thông minh hơn tôi và bạn chị em, Chúa mạnh hơn tôi và mạnh hơn bạn chị em, có đúng không ạ? Chúa hiểu biết nhiều hơn, Chúa có năng lực nhiều hơn. Nói chung Chúa là đấng toàn hảo. Và để hiệu quả đó, để cho cái gì mà chúng ta làm nó hiệu quả đó, mình phải đặc biệt. Và muốn có sự đặc biệt này, chúng ta phải lấy nó từ Chúa. Anh em có amen với tôi điều này không? Tôi nhắc lại nha, để công việc chúng ta hiệu quả giữa thế gian này, một vụ chức vụ chúng ta hiệu quả giữa thế gian này, chúng ta phải có cái gì đó rất đặc biệt, khác họ, khác người đời, khác các tôn giáo. Và muốn như vậy, chúng ta phải lấy nó từ Chúa. Anh chị em amen mà, chứ mình sao có? Mình đọc sách họ cũng đọc sách, mình đi học ở trường họ cũng đi học ở trường. Những cái điều mà mình hiệu quả được hơn họ, được đặc biệt hơn họ, là mình có Chúa Giê-xu. Và Chúa Giê-xu là đấng khôn ngoan của Đức Chúa Trời, là đấng trí huệ của Đức Chúa Trời, là đấng đầy quyền năng của Đức Chúa Trời. Và chúng ta cần biết những điều màu nhiệm đó, được không? Như vậy tôi đi sang một phần thứ hai. Nó có một cái điểm là sự khôn ngoan của Chúa đó không thể nào học mà biết. Anh chị em ghi nhận chỗ này, anh chị em đọc sách cũng không thể biết. Sự khôn ngoan của Chúa thì phải được bày tỏ mới biết. Anh em hiểu ý tôi muốn nói, sự khôn ngoan của Chúa là phải được bày tỏ mới biết, tri thức của Chúa phải được bày tỏ mới biết. Cho nên để mà chúng ta lấy được những cái điều màu nhiệm của Chúa, những cái điều đặc biệt của Chúa vào trong chức vụ và trong đời sống của mình, chúng ta phải được Chúa bày tỏ, phải được Chúa giải bày. Và muốn có điều đó đó anh chị, chúng ta phải kết nối với Ngài liên tục. Kết nối với Chúa liên tục. Hiểu chưa? Đây tôi đọc cho anh chị nghe nè. Trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 từ câu 6 nè, Chúa nói nè: Dầu vậy, chúng tôi giảng sự khôn ngoan cho kẻ trọn vẹn, song chẳng phải sự khôn ngoan thuộc về đời này, cũng không phải của những người cai quản đời này, là kẻ sẽ bị hư mất. Chúng tôi giảng sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là sự mầu nhiệm kín dấu mà từ trước các đời Đức Chúa Trời đã định sẵn cho sự vinh hiển chúng ta. Trong những người cai quản đời này chẳng ai từng biết sự đó, bởi chừng nếu đã biết thì họ chẳng đóng đinh Chúa vinh hiển trên cây thập tự đâu. Song lè như có chép rằng, ấy là sự mắt chưa thấy, tai chưa nghe, và lòng người chưa nghĩ đến.
Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Anh em thấy không? Anh em đọc đến đây, anh em nghĩ gì? Tức là trong Đức Chúa Trời có một sự khôn ngoan. Sự khôn ngoan đặc biệt hơn tất cả mọi khôn ngoan của đời này mà không ai biết. Giáo sư cũng không biết, bác học cũng không biết, nhà hiền triết cũng không biết, thánh nhân cũng không biết. Chỉ mình Chúa biết. Chính sự khôn ngoan đó giúp cho chức vụ của anh em trở nên hiệu quả, giúp cho sự kêu gọi của anh em trở nên hiệu quả, giúp cho việc làm của anh em trở nên hiệu quả. Và sự khôn ngoan đó ở trong Đức Chúa Trời, và Ngài dành sẵn cho những người yêu mến Ngài. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm những điều ấy cho những người yêu mến Ngài. Ai là người yêu mến Chúa anh chị em? Há chẳng phải là người giữ điều răn của Ngài, kết nối với Ngài, thờ phượng Ngài, liên tục nói với Chúa, ở với Chúa, trò chuyện với Chúa, ở dưới bệ chân của Chúa, tập trung vào Chúa, sáng Chúa, trưa Chúa, chiều Chúa, ngày Chúa, đêm Chúa. Có phải người đó không anh chị em? Là người giữ điều răn, sống đẹp lòng Ngài, kính sợ Ngài. Tôi nói với anh chị em, Chúa sẽ tỏ sự khôn ngoan của Ngài cho những người đó. Hãy kết nối với Ngài liên tục. Đây là chỗ mà nhiều con cái Chúa không nhận ra. Người ta nghĩ rằng đọc một quyển sách là đủ, nghe bài giảng là đủ, rồi đi nhóm lại là đủ, tham gia một vụ này một vụ kia là đủ. Không phải đâu anh chị. Không phải đâu. Bóng đèn sẽ không bao giờ sáng nếu cái phích không cắm vào ổ. Không ạ. Vòi nước sẽ không bao giờ chảy nếu nó không gắn vào nguồn nước. Sự khôn ngoan của Chúa sẽ không bao giờ tuôn đổ vào tấm lòng của anh chị em nếu anh chị em không dành thời giờ kết nối với Ngài liên tục trong tâm trí, trong thân thể, trong linh hồn. Điều răn thứ nhất là gì thưa ông bà anh chị em? Hãy kính mến Đức Giê-hô-va, yêu mến Đức Giê-hô-va bằng cả tâm hồn, ý chí, sức lực và trí khôn. Đây là tột đỉnh của một con người để có thể kết nối với Đấng Thánh. Nhưng có một điểm đặc biệt nữa, đó là Đức Chúa Trời không để cho chúng ta nỗ lực tìm Ngài bằng sức riêng. Nếu mà bằng sức riêng tìm Ngài, bằng sức riêng yêu Ngài, bằng sức riêng thờ phượng Ngài, bằng sức riêng để đầu phục Ngài, thì mình còn thua xa những bậc thánh nhân, những bậc hiền triết, những người tu luyện ở những cái tôn giáo khác, thua xa. Không bằng họ đâu. Thấy họ ngồi thiền không? Thấy họ tĩnh tâm không? Thấy họ nhịn ăn không? Thấy họ đi hành hương không? Nhiều tín đồ cơ đốc phải ngã mũ xin đầu hàng vì cái khả năng tìm kiếm đam mê của họ kinh khủng, mặc dù họ không có Chúa. Nhưng chúng ta có Chúa, có Chúa Giê-xu thì chúng ta có đặc biệt hơn, đó là chúng ta có Thánh Linh ngự bên trong. Thánh Linh sức dầu cho tôi và bạn thêm. Thánh Linh giúp chúng ta kết nối với Chúa. Thánh Linh giải bày Chúa Giê-xu cho tôi và bạn thêm. Thánh Linh giải bày lời của Chúa cho tôi và bạn thêm. Cho nên cái điểm đặc biệt mà không ai có, mà chỉ chúng ta có, đó chính là Thánh Linh. Đó chính là thần khôn ngoan, thần an ủi, thần nâng đỡ, thần khích lệ, thần giúp đỡ để chúng ta tiến gần đến Ngài. Tôi đọc tiếp câu Kinh Thánh. Cô-rinh-tô nhất chương 2 câu 7, câu 8 không ạ? Câu 9, câu 10 đến câu 12 chữ chép này: Đức Chúa Trời đã dùng Đức Thánh Linh để bày tỏ những sự đó cho chúng ta, vì Đức Thánh Linh dò xét mọi sự, cả đến sự sâu nhiệm của Đức Chúa Trời nữa. Và nếu không phải là thần linh trong lòng người thì ai biết sự trong lòng người? Cũng một lẽ ấy, nếu không phải là Thánh Linh của Đức Chúa Trời thì chẳng ai biết sự trong Đức Chúa Trời. Về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Anh em thấy không ạ? Như vậy, làm sao để chúng ta lãnh hội được sự khôn ngoan từ Chúa? Làm sao chúng ta lãnh hội được sự tri thức của Chúa để chúng ta có thể có được những chức vụ đặc biệt, những cái việc làm đặc biệt giữa thế giới?
Này, làm sao nè? Qua đoạn Kinh Thánh anh chị em nghe vừa rồi thì chính nhớ Đức Thánh Linh. Đức Thánh Linh giải bày điều đó cho chúng ta. Đức Chúa Trời nhờ Đức Thánh Linh giải bày những sự không ngon sâu nhiệm của Đức Chúa Trời cho chúng ta trong lúc chúng ta thông công tương giao với Ngài. Thưa ông bà anh chị em, đó là sự thật. Đây là chỗ rất đặc biệt mà người đời không có, tôn giáo khác không có, các nhà hiền triết không có, các bậc thánh nhân không có, các tôn giáo không có. Nhưng chỉ có con cái Đức Chúa Trời có. Đó là họ có Thánh Linh. Và nhờ Thánh Linh, anh chị em có thể hiểu được những sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời, tri thức của Đức Chúa Trời, những sự mâu nhiệm của Đức Chúa Trời, những sự giải bày của Đức Chúa Trời, những sự bày tỏ của Đức Chúa Trời. Và lúc đó anh em đem ứng dụng vào chức vụ của mình, ứng dụng vào mục vụ của mình, ứng dụng vào bài giảng của mình, ứng dụng vào việc làm của mình, ứng dụng vào suy nghĩ của mình, ứng dụng vào công việc của mình, ứng dụng vào gia đình của mình. Anh chị em trở nên hiệu quả vô cùng. Hallelujah. Chúng ta amen với tôi điều đó mà. Nhưng đòi hỏi chúng ta phải kết nối với Chúa bởi Thánh Linh. Và nhiều người đến chỗ này, chị em không biết phải kết nối làm sao. Kết nối với Chúa bởi Thánh Linh như thế nào? Đây là câu hỏi. Nhưng hôm nay tôi cũng không giấu câu hỏi này, tôi trả lời cho anh chị em luôn. Anh em nhớ, chủ đề của chúng ta đang học là gì? Ích lợi của tiếng là. Ích lợi của tiếng là. Đến điểm này chúng ta bắt đầu thấy rõ được cái vai trò của tiếng là trong cái sự hiệu quả của chức vụ rồi chứ gì. Anh em thấy chưa? Chính tiếng là dẫn chúng ta kết nối trực tiếp với Đức Chúa Trời, với những ý tưởng của Chúa. Chính tiếng lạ mở cửa cho chúng ta bước vào kho tàng vô cùng phong phú của Chúa. Chính tiếng lạ gây dựng chính mình và đưa chúng ta kết nối cấm thẳng vào ổ cấm khôn ngoan của Đức Chúa Trời mà bài giảng trước tôi đã nói. Phải không anh chị? Đôi khi chúng ta không biết mình cầu nguyện thế nào, mình xin cái gì, mình nói cái gì. Thì trong Roma chương 8 câu 26, 27 anh chị em đọc thấy ha, cũng một lẽ đó, Đức Thánh Linh giúp cho sự yếu đuối chúng ta. Vì chúng ta chẳng biết sự mình phải xin bằng cầu nguyện cho xứng đáng, nhưng chính Đức Thánh Linh lấy sự thở than không thể nói ra được mà cầu khẩn thay cho chúng ta. Đấng dò xét lòng người hiểu biết ý tưởng của Thánh Linh là thế nào, vì ấy là theo ý Đức Chúa Trời mà Ngài cầu thế cho các thánh đồ vậy. Nên thấy mà, chính Đức Thánh Linh qua miệng của chúng ta nói ra những thứ tiếng thiêng liêng, nói ra những lời cầu nguyện tốt lành, nói ra những cầu nguyện, lời cầu nguyện trực tiếp với tấm lòng của Đức Chúa Trời. Và bằng cách đó chúng ta được khai mở các giác quan. Mắt thuộc linh chúng ta mở ra, tai thuộc linh chúng ta mở ra, lòng chúng ta mở ra, tâm trí chúng ta khôn sáng ra. Và chúng ta tiếp cận được với chân thần của vũ trụ này để lấy được kiến thức khôn ngoan, bí mật, những lời tri thức, những lời tiên tri, những lời mầu nhiệm mà chúng ta đem áp dụng vào cuộc sống của mình, và cuộc sống của mình trở nên sáng hiệu quả vô cùng. Đó là chỗ rất tuyệt vời. Không ai khác hơn chính sứ đồ Phao-lô. Ông đã nói rằng ông cảm ơn Chúa vì ông nói tiếng lạ nhiều hơn hết thầy. Nhiều hơn hết thầy. Em thấy không ạ? Anh em có thể đọc được cái câu kinh thánh đó ở trong thư Cô-rinh-tô. Tôi đọc cho anh chị em nghe. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 14 câu 18, sứ đồ Phao-lô chép thế này, nói thế này: tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Đây là câu nói của một người có một đời sống chức vụ hiệu quả nhất Tân Ước sau Chúa Giê-xu, nói về mặt con người. Anh em đồng ý không ạ? Đây là lời nói của cái người có chức vụ hiệu quả, khôn ngoan, đầy quyền năng, đầy tri thức. Đây những cái điều huyền nhiệm mà ông đã bày tỏ trong Tân Ước. Và ông nói này: tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Rất diệu kỳ. Cho nên tôi chốt lại vấn đề: chính tiếng lạ là cách mà Đức Thánh Linh dùng
để dẫn anh chị em đến với sự kết nối trực tiếp với Đức Chúa Trời. Cái điều mà rất nhiều người phân vấn, nói thì nghe hay nhưng mà thực hành không được. Nhưng hôm nay tôi nói với anh chị em biết cách thực hành luôn. Đó là anh chị em hãy nói tiếng lạ đi, hãy cầu nguyện tiếng lạ đi. Vì Kinh Thánh chép rất rõ là vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là nói với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu, ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 2. Nói với Đức Chúa Trời, đó chẳng phải là kết nối với Đức Chúa Trời sao? Nói chuyện với Đức Chúa Trời chính là kết nối với Đức Chúa Trời. Kẻ nói tiếng lạ thì tự gây dựng lấy mình. Chương 14 câu 4a. Tôi ước ao anh em đều được nói tiếng lạ cả. Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 5. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần tôi cầu nguyện. Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 14. Anh em thấy không ạ? Cho nên ở đây chúng ta thấy phải không ạ? Để có một đời sống hiệu quả, chúng ta cần cầu nguyện thật nhiều trong thánh linh, giống như thư Giu-đê câu 20 chép về phần anh em. Hãy tự gây dựng mình trên nền đức tin rất thánh và nhân đức thánh linh mà cầu nguyện. Amen chị em. Buổi tối hôm nay tôi muốn chuyển đạt cho anh chị em mấy điểm như sau về một đời sống hiệu quả. Thứ nhất, anh chị em hãy tìm cho bằng được cái điều mà Chúa kêu gọi mình. Đừng bao giờ sống một cách tình cờ trên đời này. Đừng bao giờ sống một cuộc đời ngẫu nhiên. Thưa ông bà anh chị em, hãy nói với Chúa: Chúa ơi, cho con mục đích của Ngài. Hãy định vị con trong thân thể của Ngài. Ngài kêu gọi con điều gì? Anh em phải xác định. Tôi tin xác với một điều: bất kể con cái tái sanh nào và được bắp tem thánh linh nào của Chúa cũng đều có sự kêu gọi trong tấm lòng. Hãy nhận ra, đừng lừa dối mình nữa. Hãy dám sống cho mục đích đó. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, anh chị em phải tập trung toàn bộ cuộc sống của mình vào mục tiêu. Đừng phân tâm. Đừng nay làm được 3 bữa thì mai nghỉ, rồi năm sau hẳn làm lại. Đừng. Hãy liên tục dù gặp thời hay không gặp thời. Điểm thứ ba, hãy để Chúa Giê-xu là trung tâm của lời nói, tư tưởng, ý nghĩ, hành động và chức vụ của anh chị. Hãy đem Chúa Giê-xu vào bất kỳ lĩnh vực nào mà Chúa kêu gọi anh chị. Trong kinh doanh, trong gia đình, trong chức vụ, trong truyền giáo, trong xây dựng hội thánh. Hãy để Chúa Giê-xu là trung tâm. Nói về Ngài, nghĩ về Ngài, giảng về Ngài, dựa vào Ngài, sống như Ngài, hành động như Ngài. Vì trong Ngài có quyền năng. Chính Chúa Giê-xu có quyền năng. Đó là quyền phép Đức Chúa Trời để giúp cho anh chị em có thể hoàn thành được điều mà mọi con người khác trên thế giới không thể hoàn thành. Anh em trở nên thánh nhờ Chúa Giê-xu, thắng tội lỗi nhờ Chúa Giê-xu, khôn ngoan nhờ Chúa Giê-xu, có năng lực đặc biệt nhờ Chúa Giê-xu, có ân tứ nhờ Chúa Giê-xu, có những điều lạ lùng trên cuộc đời nhờ Chúa Giê-xu. Nghe mà. Điểm thứ tư, đó là hãy có một chức vụ đặc biệt hơn tất cả những người ở trên thế gian này, nhờ lãnh hội được sự khôn ngoan, tri thức của Đức Chúa Trời. Và muốn được điều đó, anh chị em hãy kết nối với Chúa mỗi ngày bởi Đức Thánh Linh. Được chưa? Kết nối tương giao với Chúa sáng trưa chiều tối, nhờ Đức Thánh Linh kết nối với Đức Chúa Trời, để sự khôn ngoan của Ngài được tỏ cho anh em, tri thức của Ngài được tỏ cho anh em, quyền năng của Ngài được ban cho anh em, ân tứ của Ngài chuyển giao cho anh em, năng lực của Ngài chuyển đạt vào cho anh em. Kết nối với Ngài, kết nối với Ngài sáng trưa chiều tối bởi Đức Thánh Linh. Và cuối cùng, cuối cùng, Chúa ban cho anh em mình tiếng lạ là công cụ để chúng ta có thể kết nối với Đức Chúa Trời bởi Thánh Linh bất cứ lúc nào, bất cứ lúc nào anh chị em muốn. Hãy nói tiếng lạ, vì người nói tiếng lạ gây dựng chính mình. Vì người nói tiếng lạ là nói trực tiếp với Đức Chúa Trời. Hãy nói tiếng lạ để bước vào kho báu của Đức Chúa Trời. Những điều tôi chia sẻ cho anh em, nếu anh em thực hành nó, tập trung vào những điều đó, tôi dám chắc là anh chị em mình sẽ có một chức vụ, có một đời sống hiệu quả vô cùng.
hiệu quả vô cùng. Giống như bữa trước tôi nói đó, nếu anh chị em không biết mình phải làm gì, anh em hãy cam kết với tôi đi, mỗi ngày nói tiếng lạ 1 tiếng đồng hồ, 1 năm sau anh chị em sẽ thấy đời sống mình khác hoàn toàn. Làm đi, tôi thách thức tất cả anh chị em hãy làm điều đó. Xin Chúa ban phước cho anh chị em buổi tối hôm nay, Chúa ban phước cho lời của Ngài, xin Chúa ban phước cho hết thảy bạn chị em đang lắng nghe lời của Chúa buổi tối hôm nay. Nguyện xin Đức Chúa Trời khiến cho đời sống anh em trở nên hiệu quả vô cùng trong Ngài, bất kể anh chị em đang làm gì trong vương quốc của Ngài đều hiệu quả và làm vinh hiển danh Ngài. Amen chị em. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, rất tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện. Ok, anh em có những điều gì đó cần thì chúng ta hãy cầu nguyện. Anh em có một chức vụ kém hiệu quả, hãy cầu nguyện để chức vụ đó trở nên hiệu quả. Anh em đang quản gì một hội thánh kém hiệu quả, hãy cầu nguyện để Chúa làm cho nó hiệu quả. Anh em đang triển khai một cái mục vụ kém hiệu quả, hãy cầu nguyện để nó trở nên hiệu quả. Và anh em cầu nguyện cùng tôi nha. Kính lạy Chúa trong danh Giêsu quyền năng, con cầu nguyện để những anh chị em nào đang nài xin Chúa giờ này được Đức Thánh Linh rời chạm. Đức Thánh Linh ơi, Đức Thánh Linh ơi, hãy đến, đến trên anh chị em con. Hãy giải bày chính Ngài cho anh chị em con trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chạm anh em con giờ này, những ai đang khát khao Ngài, đang khát khao sự nâng cấp của Ngài. Đức Chúa Trời ơi, con cầu nguyện Ngài hãy đến bên cạnh ông bà anh chị em đó của con. Họ đang mở tấm lòng để đón Ngài. Đức Chúa Trời ơi, hãy tuôn đổ sự sống Ngài vào chính họ giờ này. Chính tấm lòng của ông bà anh chị em con được tuôn tràn sự mặc khải và sự sống giờ này. Con cầu nguyện, con cầu nguyện. Thăm viếng anh chị em con Chúa, thăm viếng, thăm viếng, thăm viếng. Tôi đang thấy rất nhiều anh chị em cầu nguyện, Chúa ơi hãy nâng cấp đời sống con, Chúa ơi hãy nâng cấp chức vụ con, Chúa ơi hãy khiến cho hội thánh con trở nên mạnh mẽ phát triển. Tôi thấy anh chị em bắt đầu cầu nguyện cho điều này, tôi thấy anh chị em bắt đầu cầu nguyện cho điều này, tôi thấy và tôi cũng thấy Đức Thánh Linh bắt đầu đến, Đức Thánh Linh bắt đầu tỉa, Đức Thánh Linh bắt đầu sửa, Đức Thánh Linh bắt đầu kết nối với anh chị em, gia tăng, gia tăng, gia tăng, gia tăng sự đầy dẫy Thánh Linh, gia tăng. Tất cả những ai đang cầu nguyện cho những điều đó, tôi nói trong danh Giêsu Christ quyền năng, hãy được đổ đầy Đức Thánh Linh, tràn đầy Đức Thánh Linh, tràn ngập Thánh Linh, tràn ngập Thánh Linh, tràn ngập, tràn ngập, tràn ngập, tràn ngập, tràn ngập, tràn ngập, đừng dừng lại. Tôi nói trong danh Chúa Giêsu, những ai đang cầu nguyện cho chức vụ của mình hiệu quả hơn, đời sống mình hiệu quả hơn, hãy đầy dẫy Thánh Linh giờ này. Đón nhận đi, Đức Thánh Linh đang thăm viếng anh chị em đó. Tôi thấy Ngài đang thăm viếng, tôi thấy Ngài đang thăm viếng. Oh hallelujah, hallelujah. Tôi thấy Ngài đang thăm viếng. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tôi thấy Đức Thánh Linh đang thăm viếng một gia đình có 3 người giờ này. Có một gia đình có 3 người đang live stream trên đây, và họ đang cầu nguyện. Và Chúa nói con hãy hiệp một và cầu nguyện, nắm tay nhau cầu nguyện. Tôi muốn 3 người này nắm tay nhau cầu nguyện nè, và nói với Chúa rằng Thánh Linh ơi, thăm viếng chúng con, thăm viếng chúng con, thăm viếng chúng con. Tôi đang nhìn thấy điều đó trong tâm linh. Hãy nắm tay nhau lại cầu nguyện, hãy nắm tay nhau lại cầu nguyện đi. Oh hallelujah, oh hallelujah. Tôi thấy rất nhiều phòng Zoom, không phải một người ngồi mà rất nhiều người ngồi trong căn phòng đó. Mỗi phòng Zoom là có 2, 3, 4 người, có những phòng khác nữa. Chúa đang muốn nói với tôi rằng hãy nói với họ hiệp một cầu nguyện, nắm tay nhau lại cầu nguyện và nói Chúa hãy đổ vào gia đình con, đổ vào chức vụ con, đổ vào điểm nhóm con, đổ vào mục vụ con trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Chúa đang thăm viếng giờ này, Chúa đang thăm viếng anh chị em giờ này, Chúa đang thăm viếng anh chị em giờ này. Gia tăng, 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 gia tăng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Gia tăng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Đổ đầy Thánh Linh nào, đổ đầy Thánh Linh, đổ đầy Thánh Linh, đổ đầy Thánh Linh. Mỗi phòng room, mỗi phòng nhóm giờ này, mỗi phòng kết nối vào live stream này được đổ đầy Thánh Linh giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài. Tiếp tục đi anh chị em, tiếp tục nè, tiếp tục, đừng ngừng lại. Hãy để Đức Thánh Linh đầy dẫy mình,
Cảm ơn Chúa thật nhiều. 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 Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Hallelujah. Những ai nói tiếng lạ hãy nói tiếng lạ đi. Hãy nói tiếng lạ nè. Những ai nói tiếng lạ hãy nói tiếng lạ. Trong danh Chúa Giêsu hãy nói nè. Những ai chưa hãy đón nhận Thánh Linh. Những ai trong 435 anh chị em này chưa nhận báp têm bằng Đức Thánh Linh, chưa nhận được ngôn ngữ cầu nguyện thiên đàng, hãy đón nhận giờ này và khởi sự nói. Hãy đón nhận giờ này và khởi sự nói. Hãy đón nhận giờ này và khởi sự nói trong danh Giêsu. Đón nhận Thánh Linh của Đức Chúa Trời và khởi sự nói trong danh Giêsu. Tôi nói đây dạy Thánh Linh đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Khởi sự cầu nguyện trong ngôn ngữ thiên đàng giờ này, ngôn ngữ mới giờ này, ngôn ngữ mà anh em không hiểu nhưng Chúa hiểu giờ này. Hãy cầu nguyện trong danh Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Boramakasadara. Kikiteramakasukotorokataraba. Ekadedetaramakasakataratotaraba. Ekadedebakatarakasikataraba. Tiếp tục lên trên. Hãy nói nào, đừng ngưng lại, đừng ngưng lại. Những ai được đổ đầy Thánh Linh hãy nói giờ này, đừng ngưng lại trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Tiếp tục thăm viếng. Anh em hãy để Đức Thánh Linh thăm viếng anh chị em giờ này. Tất cả những người nam, người nữ hãy được thăm viếng giờ này. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Oh hallelujah. Tôi thấy có một số người bị bệnh đau, bệnh tật đó, đang chờ được cầu nguyện ở đây. Anh chị em hãy đặt tay vào chỗ bên, chỗ đau của mình. Đặt tay vào chỗ đau. Đặt tay vào chỗ đau. Tôi thấy có người đau đầu, đặt tay lên đỉnh đầu, hãy lành giờ này. Cái chứng đau nửa đầu này hãy được lành giờ này. Có người đau đến nỗi mà mắt nó mờ luôn. Tôi lấy lời của Đức Chúa Trời nói rằng người đã được tự do giờ này. Cơn đau đầu rời khỏi người đó giờ này. Hãy nhảy múa vui mừng. Hãy tạ ơn Chúa, vui mừng trong Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Và những anh chị em còn lại hãy đặt tay lên chỗ đau của mình. Trên khớp, gối, lưng, ngực, bao tử, gan, thận. Đặt tay vào chỗ đau của mình. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi những thân thể bệnh tật hãy lành đi. Ta ra lệnh trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta di dời bệnh tật khỏi những thân thể này. Hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Bệnh trong gan, trong thận hãy rời đi. Trong xương, trong máu hãy rời đi. Bệnh huyết áp, tiểu đường hãy rời đi. Bệnh bại liệt hãy rời đi. Bệnh trong phổi, trong tim mạch hãy rời đi. Tất cả những cơn mệt mỏi hãy rời đi khỏi thân thể của họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Tôi di dời bệnh tật ra khỏi thân thể của bạn trên giờ này. Mọi khối u phải ra khỏi thân thể anh chị em giờ này. Mọi khối u, mọi viêm nhiễm hãy rời khỏi thân thể anh chị em giờ này. Tôi di dời toàn bộ những chỗ đau ra khỏi thân thể của anh chị em giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những chỗ nào anh chị em vừa đặt tay lên, chỗ đã được lành trong danh Giêsu. Anh chị em đặt tay lên chỗ nào thì tôi nói quyền năng của Đức Chúa Trời khai phóng trên thân thể của anh chị em chỗ đó trong danh Chúa Giêsu. Khai phóng trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em cảm nhận đi ạ. Tôi nói rằng Thánh Linh đang khai phóng quyền năng phục sinh của Chúa Giêsu và thân thể của anh chị em ngay chỗ anh chị em đang đặt tay lên. Trong khớp xương, anh em có thể thấy nó nóng trong đó. Trong gan, trong bao tử, anh chị em có thể thấy nóng trong đó. Nóng trong đó trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Nóng trong đó trong danh Giêsu quyền năng. Anh em đặt tay vào đó, đặt tay vào chỗ đó và những cái thứ ô uế bên trong nó phải trào ra khỏi cơ thể anh chị em. Tôi di dời toàn bộ những ớ linh ra khỏi cơ thể anh chị em. Những tà linh tối tăm ra khỏi cơ thể anh chị em, những linh bệnh tật ra khỏi cơ thể của anh chị em giờ này. Hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài Chúa. Tự do. Tôi công bố anh chị em được tự do khỏi bệnh tật của mình. Tôi tuyên bố sự chữa lành đến cho thân thể anh chị em. Tôi tuyên bố sự tự do đến cho anh chị em giờ này. Hôm anh chị em được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi Satan. Hỡi Satan. Linh của sự không tha thứ, ta trói buộc mày. Linh của sự đổ vỡ hôn nhân, ta trói buộc mày. Mày đi ra khỏi những con người mày ám giờ này. Tà linh của sự nóng giận, ta ra lệnh mày đi ra khỏi những con người mày đang ám ở trước màn hình này. Tà linh của sự lo lắng sợ hãi, ta bảo đi ra trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đi ra. Tà linh của sự giới hạn nợ nần, ta bảo mày đi ra khỏi đời sống của họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi khỏi con cái của họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rơi khỏi gia đình của họ trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những người bị mất việc, xin Cha ban phước cho những người đã giờ này để được công việc mới tốt hơn trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah. Tà linh giới hạn thất bại hãy rời đi.
rồi đi. Rồi, ta ra lệnh mày rồi. Ta ra lệnh mày rồi. Ta ra lệnh mày rồi trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Hỡi Satan, ta lên cái sự tâm thần trầm cảm, tự kỷ, mất ngủ, ác mộng, hãy đi ra khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Hãy đi ra khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Ta nói với mày Satan, tất cả những linh hồn mà mày ám giờ này, ta công bố những linh hồn đã được tự do. Ta nói mày Satan, hãy ra khỏi họ trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Những linh liên quan đến tà thuật, ta trói buộc mày. Những linh liên quan đến hầu đồng, đồng cốt, bối khoa, ta trói buộc mày. Ta ra lệnh mày đi ra khỏi họ giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Tất cả sợi dây xiềng xích đang trói buộc những người đang nghe, chịu ảnh hưởng với lời cầu nguyện này được mở ra trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Những sợi xiềng xích đã được mở ra, bứt toang ra trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Cảm ơn Ngài. Mở ra trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Mở ra trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Có một người có cái chân rất là nặng, rất là nặng, chân bên phải à, tức là mình đi cảm thấy nó rất là nặng ở chỗ cái bắp vế đó à, bắp chân á, dưới đầu gối chút đó, rất là nặng mà nó cứ nghiêng nghiêng lệch lệch. Người đó hãy đặt tay vào chỗ đó và được tự do. Tôi lấy hòn đá ra khỏi chỗ đó. Tôi lấy hòn đá mà Satan đeo vào chân anh chị em ra khỏi chỗ đó. Tôi lấy hòn đá ra khỏi chỗ đó và được tự do nhẹ nhàng giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tự do. Ai đó được tự do. Ai đang bị cái tình trạng đó được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Cảm ơn Ngài. Tôi rất tin vào những gì Chúa bày tỏ. Giống như đợt trước Chúa bày tỏ người bị tai nạn sợ hãi phải không ạ? Tất cả những điều đó đều là chân thật và có người lên làm chứng là nó đúng như vậy. Cho nên tôi rất tin vào những gì Chúa bày tỏ. Và tôi công bố rằng cái người mà có cái chân phải này nè, bị nặng đó, đi cà lạt đó, hôm nay được đi thẳng và tự do hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu quyền này. Đi thẳng và được tự do hoàn toàn trong danh Chúa Giêsu quyền này. Còn quỷ đeo đá tảng trên chân của họ, rơi đi trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Rơi hoàn toàn, tôi bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền này. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài thật nhiều. 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 Ta ra lệnh trói buộc mày Satan. Tất cả những tà linh về nhục dục, dâm dục, ô uế, mày rời khỏi những người đang ở trước màn hình này. Ta nói mày có mặt ở đó, mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Mày rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Những linh nghiện ngập, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Ta giải phóng họ được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Họ được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Họ phải được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Nghiện ma túy, nghiện thuốc lá, nghiện thuốc lao, nghiện tình dục, nghiện phim sex, hãy tự do trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Mọi con quỷ này hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Mọi con quỷ này tao bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Lửa thánh linh thiêu đốt mày trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Lửa thánh linh thiêu đốt mày trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Hãy rời đi. 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 Tất cả những anh chị em đang thấy nó có tác động trong người mình, nôn ói co giật, hãy cộng tác với tôi. Phải ra lệnh con quỷ dâm dục đó phải rời đi và đừng bao giờ làm những điều dâm dục nữa. Ngoại tình tà dâm đĩ đếm nghiện ngập, hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Con cảm ơn Ngài lạy Chúa. 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 Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài lạy Chúa. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Trong danh Giêsu Christ quyền đó. Mọi tà linh đang trói buộc những người đang sống trong những cô đơn, sợ hãi, tự ti co mình, không muốn giao tiếp với ai, làm việc gì cũng bị trách mắng và tổn thương. Ta giải phóng những người đã giờ này trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Tôi bẻ gãy quyền lực của Satan trên họ trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Mày phải rời khỏi họ trong danh Chúa Giêsu Christ quyền đó. Ta nói với mày Satan, mày đi ra khỏi những người đó. Mày ra khỏi tâm trí của họ. Ra khỏi tâm trí của họ. Tôi muốn nói với những người đang có vấn đề trong cái vấn đề giao tiếp với người khác, sợ đám đông, không thể tin tưởng được bất cứ người nào, từng đã bị tổn thương, từng đã bị đau đớn, từng đã bị lừa dối, hãy đặt tay lên ngực của mình giờ này. Đặt tay ngực như thế này nè. Amen ạ. Đặt tay lên. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền đó, ta ra lệnh cho toàn bộ tà linh đang trói buộc cảm xúc của họ hãy rời đi. Ta ra lệnh cho toàn bộ bóng tối trên phần cảm xúc, phần hồn của họ hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Hãy được tự do. Tất cả những người đang vừa đặt tay lên ngực được tự do, được tự do, được tự do khỏi mọi tà linh đang trói buộc họ. Khỏi mọi tà linh đang trói buộc họ trong danh Chúa Giêsu quyền đó. Ô ta bẻ gãy mày Satan. Bẻ gãy mày Satan.
bế gãy mày Satan, bế gãy mày Satan trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy rơi khỏi đời sống hạ giờ này, rơi khỏi đời sống hạ giờ này, rơi khỏi đời sống hạ giờ này, rơi khỏi đời sống hạ giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Hãy tự do, 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 tự do. Ô, cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Những ai đang bị tiểu đường, cao huyết áp, tiểu đường, cao huyết áp, hãy lắng nghe tôi nói đây. Tôi công bố hủy bỏ tiểu đường, cao huyết áp trên em giờ này. Hãy được tự do trong danh Chúa Giêsu Christ quyền đó, và đừng sợ hãi, hãy được tự do. Tôi phá hủy cao huyết áp trên anh em, tôi phá hủy cao huyết áp trên anh em. Mọi động mạch, mọi mạch máu, tim mạch của anh em hãy được chữa lành trong danh Chúa Giêsu quyền đặt. Mọi con quỷ đang tấn công vào tim mạch và hệ thống tuần hoàn, tôi bế gãy mày trong danh Chúa Giêsu Christ quyền đặt. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài Chúa. Toàn bộ những gì rủa xả liên quan đến tội tổ tiên, ông bà cha mẹ nội ngoại, thờ thần tượng, thờ cúng ma quỷ, nghèo đói loạn luân, gian dâm, ngoại tình, tất cả rủa xả đó trên anh chị em bị bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả rủa xả đó bị bẻ gãy trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh cho toàn bộ con quỷ nào bước vào đời sống anh chị em ta qua những sự rủa xả này, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy tự do, tự do. Ông bà anh chị em được tự do, tự do khỏi mọi rủa xả liên quan đến tình dục, liên quan đến ngoại tình, liên quan đến tà dâm, liên quan đến nhiều chồng nhiều vợ, anh em được tự do. Liên quan đến ly hôn ly dị, anh em được tự do, tự do, tự do, tự do trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tất cả những rủa xả liên quan đến bệnh tật, những căn bệnh mạng tính, những căn bệnh không có thuốc chữa, những căn bệnh lặp đi lặp lại, những căn bệnh bệnh theo thời tiết, tôi nói anh chị em được tự do, tự do, tự do trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy tự do giờ này, tôi bế gãy mọi rủa xả đó trên em giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Những rủa xả khác liên quan đến về mặt cảm xúc, khó yêu thương, khó tin tưởng, không thành công, không hòa đồng, tôi bế gãy rủa xả này trên trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tất cả những con quỷ đó hãy rời đi. Ta ra lệnh mày rời đi. Ta ra lệnh mày rời đi. Ta ra lệnh mày rời đi Satan. Ta ra lệnh mày rời khỏi họ 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 Satan. Lửa thánh linh thiêu đốt mày. Lửa thánh linh thiêu đốt mày. Toàn bộ những thứ đang hành hại cuộc đời anh chị em, tôi bế gãy mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Toàn bộ những con quỷ đang hành hạ cuộc đời anh chị, tôi bế gãy mày Satan trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Ta ra lệnh mày đi ra khỏi cuộc sống họ, đi ra khỏi linh hồn họ, đi ra khỏi thân thể họ, đi ra khỏi cảm xúc họ, đi ra khỏi gia đình họ, đi ra khỏi con cái họ. Satan và các quỷ sứ của mày, hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Rời đi, ta bảo mày rời đi. Bệnh tật để đi đi, đói nghèo hãy đi đi, sự hành hạ hãy đi đi, sự trầm cảm hãy đi đi, ác mộng hãy đi đi, sự mất ngủ hãy đi đi. Toàn bộ hãy rời đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Đau trong cột sống, đau trong vai gáy, đau trong cổ, hãy được lành đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Lành trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy được tự do, tự do, tự do, tự do. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Những ai đang bị đột quỵ nằm liệt giường, hãy nghe tôi nói đây. Tôi nói sự sống trên thân thể của ông bà anh chị em đó. Tôi nói sự sống trên thân thể của ông bà anh chị em đó. Tôi nói sự sống trên thần kinh. Tôi nói sự sống trên tay chân. Tôi nói sự sống trên từng mạch máu. Hãy khôi phục đi, khôi phục đi. Hãy khôi phục đi. Hãy ngồi dậy khỏi giường của mình đi. Hãy bước đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hỡi sự sống hãy đến trên những thân thể này. Hỡi sự sống hãy đến trên tay chân thần kinh của họ giờ này. Hãy đến trên mặt, hãy đến trên cơ, trên xương của họ giờ này. Hãy phục hồi đi, phục hồi đi, phục hồi đi, phục hồi đi. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng hãy lên đi. Trong danh Chúa Giêsu Christ hãy đứng dậy bước đi đi. Trong danh Chúa Giêsu Christ hãy ngồi dậy khỏi giường bệnh đi. Hallelujah, hallelujah. Còn tôn cao danh của Ngài, còn tôn cao Chúa Giêsu đấng chữa lành, còn tôn cao Chúa Giêsu đấng phục sinh, đấng phục sinh, đấng phục sinh. Oh hallelujah. Những ai đang bị ung thư, hãy đặt tay lên cái khối u của mình, u trong ngực, u trong tử cung, u trong dạ dày, u trong đại tràng, u trong xương, u trong phổi, hãy đặt tay vào chỗ đó. Trong danh Giêsu, ta quở trách mọi khối u này. Trong danh Giêsu người Nazareth, ta quở trách những khối u này. Trong danh Giêsu người Nazareth, ta quở trách những khối u này. Trong danh Giêsu người Nazareth, ta quở trách những khối u này. Mày hãy biến đi, teo đi, tan đi.
toàn bộ những gì sai trật trong DNA hãy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Toàn bộ những gì sai trật trong những tế bào hãy được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Mọi khối u rơi khỏi hạ giờ này, mọi khối u rơi khỏi hạ giờ này, mọi khối u rơi khỏi hạ giờ này, mọi tế bào ung thư hãy tiêu đi tan đi giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Rời đi, rời đi, rời đi, rời đi. Lửa Thánh Linh đến trên thân thể hạ giờ này, lửa Thánh Linh đến trên khối u hạ giờ này, lửa Thánh Linh đốt cháy hạ giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Mày Satan, ra khỏi khối u của họ, ra khỏi bệnh tật của họ, ra khỏi ung thư của họ. Phục hồi đi, phục hồi đi, phục hồi đi, phục hồi đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Oh hallelujah, cảm ơn Ngài, 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 cảm ơn Ngài. Oh hallelujah, haramaksasi kataraba horororororara. Thế đây 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 đây. Cảm ơn Ngài. Những anh chị em đang ngồi xe lăn vì có tai nạn lao động, tôi đang nhìn thấy một người đang ngồi trên xe lăn vì có tai nạn lao động. Người đó không lớn tuổi, vẫn còn trẻ tuổi. Trong danh Chúa Giêsu, tôi kêu Thánh Linh của Chúa giáng xuống trên người đã giờ này, giáng xuống trên người đã giờ này. Thần Chúa chạm đến người đã giờ này, thần Chúa chạm đến người đã giờ này. Và hãy được lành đi, hãy được phục hồi đi, hãy được phục hồi đi, hãy được phục hồi đi trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Mọi cơ gân được nói lại, mọi sự tổn thương trong dây thần kinh, tê liệt thần kinh được nói lại. Tất cả mọi tổn thương, gãy xương, gãy đốt sống, hãy nói lại trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hãy nói lại giờ này, hãy lành đi giờ này, lành đi giờ này, lành đi giờ này, lành đi giờ này. Người đó phải được lành giờ này trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, phục hồi. Cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài Chúa, cảm ơn Ngài. In Jesus mighty name, tôi công bố trong danh Chúa Giêsu, tất cả anh chị em được lành bệnh. Tôi công bố trong danh Chúa Giêsu, tất cả anh chị em được tự do. Tôi công bố trong danh Chúa Giêsu, tất cả anh chị em được hiệu quả cho Chúa Giêsu trong buổi tối ngày hôm nay. Mọi điều anh chị em làm hiệu quả cho Chúa Giêsu trong buổi tối ngày hôm nay. Còn cảm ơn Ngài. Ô vinh quang thuộc về Ngài. Tôi muốn tất cả anh chị em hãy tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Tất cả anh chị em hãy lớn tiếng tạ ơn Chúa. Con tạ ơn Chúa Giêsu đã động chạm con. Con tạ ơn Chúa Giêsu đã ban phước cho con. Con tạ ơn Chúa Giêsu đã chữa lành con. Con tạ ơn Chúa Giêsu đã nâng con. Con tạ ơn Chúa Giêsu đã giúp con. Ô đã khiến con tự do, tự do, tự do. Hãy tạ ơn Chúa anh chị em. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn. Ô hallelujah. Ngợi khen Ngài. Ngợi khen Ngài. Ngợi khen Ngài. In Jesus mighty name. Ngợi khen Ngài. Ngợi khen Ngài. Anh chị em là người được phước, được phước, được phước. Cảm ơn Chúa. Amen. Và anh chị em ơi, hãy làm chứng. Bây giờ anh chị em hãy làm chứng bằng một vài cái comment bên dưới là vừa rồi Chúa làm điều gì cho anh chị em, được không ạ? À hả? Làm gì, Chúa làm gì cho anh chị em? Anh chị em cảm nhận thế nào? Thấy cơ thể mình ra sao? Thấy Chúa thăm viếng mình ra sao? Hãy viết xuống bên dưới để cho tôi cũng được khích lệ và anh chị em được khích lệ, và nhất là Chúa, danh Chúa được tôn cao, được vinh hiển và nhiều người được đọc đến. Anh chị em hãy comment xuống bên dưới nha. Xin Chúa ban phước cho anh chị em. Tiếp tục đến cho em, tôi đang đọc đây. Wow, xin Chúa chữa lành cho ai đó bị sỏi thận. Xin Chúa chữa lành cho người vừa mới comment đó là bị tiểu đường, bị sỏi thận. Hãy lành đi, đặt tay vào thận của mình và công bố con được lành. Con được lành, viên sỏi nó tan đi. Viên sỏi phải tan đi. Viên sỏi phải tan đi. Bệnh tiểu đường phải biến mất đi. Nghèo đói nợ nần phải chấm dứt đi. Đừng có thụ động. Hãy nói với Chúa rằng con được lành nhờ danh Chúa Giêsu. Con được tự do nhờ danh Chúa Giêsu. Oh hallelujah. Comment cho em, comment xuống bên dưới những điều Chúa làm. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tiếp tục anh chị em, tiếp tục. Tiếp tục, cảm ơn Chúa. Wow, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa anh chị em. Rất là sốt sắng để comment xuống bên dưới những gì Chúa làm. Tạ ơn Ngài thật nhiều. Tạ ơn Ngài thật nhiều, tạ ơn Ngài thật nhiều. Hallelujah. Hallelujah. Xin Chúa ban phước cho hết thảy ông bà anh chị em. Xin Chúa ban phước, ban phước, ban phước. Tiếp tục đến cho em. Tôi biết là Chúa vừa làm phép lạ rất là nhiều. Dạ, tiểu đường, viêm gan B hãy được lành đi. Tôi công bố được lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy lành. Hãy lành trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Tiếp tục anh chị em. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Cảm ơn Ngài. Anh em hãy comment xuống bên dưới Chúa vừa làm gì cho anh chị em nào. Wow, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. In Jesus mighty name.
Oh, hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Wow, cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Chúa Giêsu vì những sự comment của anh chị em. Cảm ơn Chúa Giêsu. Oh, hallelujah. Thật diệu kỳ. Thật diệu kỳ. Cảm ơn Chúa Giêsu. Wow, hallelujah. Cảm ơn Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Chúa đã thăm viếng rất nhiều người phải không ạ? Chúa thăm viếng, Chúa đồng chạm, Chúa chữa lành rất nhiều người phải không ạ? Thôi bây giờ thì chào tạm biệt anh chị em nha. Xin Chúa ban phước cho anh chị em và hẹn gặp lại anh chị em trong những cái lần tới. Anh chị em nhớ hãy hết sức giữ gìn sức khỏe của mình và sức khỏe tâm linh của mình ở trong Chúa nha. Xin Chúa ban phước và tôi xin chào tạm biệt nha. Xin Chúa ban phước cho tất cả các anh chị em. Cảm ơn Ngài đó, thấy những khải thị. Chúa sẽ đổ đầy ha. Cảm ơn Ngài. Rồi. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Amen. Rồi, chào tạm biệt anh chị em nha. Xin Chúa sức dầu cho anh chị em một ngày mới, một buổi tối bình an. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.